Con người chúng ta khi mà nghe đạo rồi, quý vị biết rằng mình có tu chút thì nó có khi nó có chuyện đến. Vì nó trời có tu có chuyện đến gì nghỉ tu. Nghỉ tu thì nó càng có chuyện đến mà mình không biết chống trả như thế nào luôn. Em hiểu không? Có tu thì có chuyện mà khảo đạo mà nó cũng sống. Vì có phúc thì nó cái gì nó cũng vượt qua. Còn nếu như mình không tu, đâu phải không tu mà nó không có chuyện xảy ra. Mà nó gom lại toàn bộ lại trong cái lúc cặn nó nghiệm, nó giật một phát một, nó đẩy mình xuống thẳng tam đồ ác đạo luôn. Nên thí dụ như bây giờ mình thiếu nợ rất nhiều mà mình trả từ từ, đến khi cuối cùng mình không còn nợ bao nhiêu khỏe hơn. Hay là quý vị gom một đống nợ, quý vị để hoài, quý vị có tiền, quý vị cứ giữ hoài, quý vị xài, quý vị không chịu trả nợ. Cũng có những người kỳ cục vậy đó. Mượn nợ người ta có tiền trả, mà giữ tiền để dành, chấp tiền mà không chịu trả tiền, không trả nợ người ta. Cứ giấu đút mà thiếu nợ không trả. Thì không trả thì cũng phải trả. Nếu như con người chúng ta mà hiểu được rồi, hoặc mình có chút đỉnh mình trả đại đi. Mình trả từ từ, nó nhót từ từ. Rồi bắt đầu khi mà xong hết trơn thì mình khỏe. Còn bây giờ mình không trả, nó gom lại một lúc, nó dập một phát một mình tiêu luôn. Nên con người chúng ta tu học phải nghe gì nè, để góc độ mình nhìn thấu nha quý vị. Cái góc độ khi mà nhìn thấu rồi thì mình mới hiểu được cái nguyên lý của cuộc đời này. Quý vị biết rằng Phật Pháp vì sao mà dạy chúng ta mà mình không khổ không quý vị? Tại vì mình nhìn thấu cõi đời nên mình không khổ. Bây giờ con mình thương yêu vô cùng luôn, bây giờ nó mới có 1-2 tuổi gì thôi. Nó 1-2 tuổi gì thôi. Trời ơi, mình có đứa con mình mừng hơn cái gì nữa. Nó mới có 1-2 tuổi mình thương đứa con, mà đứa con đó là đứa con đẹp nữa chứ. Nó đẹp, đừng có nói nó dễ thương, đừng có nói mà nó ngoan, mà nó thông minh gì. Vậy mà đứa con đó tự nhiên nó bị bệnh, nó chết. Vì thấy không, phải hút hẳn không? Mà quý vị biết những đứa con như vậy là những đứa con gì biết không? Con nợ. Sao mà gọi là con nợ thầy? Vì nó muốn làm cho quý vị đau khổ nên nó đến nó đòi nợ bằng cách là nó đến một thời gian ngắn nhất, nó bồi dưỡng cho quý vị thương, nó cực kỳ thương. Khi quý vị thương đến mức cực điểm rồi, nó phải ra đi liền để cho quý vị đau lòng xót dạ. Hoặc là nó bệnh đau, nó làm cho quý vị nhà cửa sạch tiền bạc hết luôn. Khi tiền bạc hết rồi nó cũng phải chết. Quý vị biết tiền mất mà con cháu cũng chết luôn. Quý vị đau lòng đến mức mà đau lòng xót dạ luôn. Thì quý vị biết đây gọi là gì? Con nợ. Ừ, chứ giỡn đâu. Còn có những người gia đình con cháu hiếm về cái việc mà cháu con được một đứa con cháu, cái trầu thương nó từ nhỏ mà mến tay mến chân. Như vậy mà nó lớn lên bắt đầu là gì? Đá gà, quýnh bài, đua xe, ăn chơi, nhậu nhẹt. Nó làm tùm lum chuyện hết trơn luôn. Rồi cứ nghĩ rằng bây giờ có đứa con mà thôi kệ nó đi. Ngoài đời người ta không tu vì con đứa con cháu, thôi kệ nó đi, cho nó ăn chơi thoải mái đi. Vì có mình nó mà, của cải cũng của nó mà. Như vậy đó. Nhưng mà nó khi hết phước rồi là nó chết bất đắc kỳ tử liền. Tại vì mình để cho nó ăn chơi, nó sạch phước. Khi nó sạch phước là nó chết liền, không nói vòng vo chứ. Nên mình thương con cháu mình là mình dạy cho con cháu mình tu phúc á. Chứ không phải là con người ăn chơi mà tồn tại đâu. Con người ăn chơi đến lúc nó khổ, nó cung cực khổ luôn. Tại vì nó ăn chơi quá, nó hết phước thì nó khổ, là khổ cung cực. Nên mỗi một con người mình hiểu được nguyên lý này. Con cháu mà mình dạy tu phúc là việc cực kỳ quan trọng. Chính bản thân những đức này 29 tuổi bắt đầu bắt tay vào tu phúc. Mấy năm sau là nó có thay đổi cái sự tư duy, thay đổi được cái số mệnh cuộc đời mình liền đó quý vị. Rõ ràng cái việc mà tu phúc tu duyên nó thay đổi số mệnh mau lắm. Nhưng mà muốn thay đổi số mệnh mau nhất là cái gì không? Phải hoàn toàn 100% toàn tâm toàn ý mà tu phúc. Thí dụ như bây giờ cái câu chuyện của ngài Liễu Phàm rõ ràng không, là câu chuyện viết lại cho nhân sinh coi luôn. Gia đạo không có con, không có con trai để nói giỏi tông đường. Như vậy mà tu phúc có con trai. Ông 53 tuổi là ông chết, vậy mà tu phúc ông sống tới 70 mấy tuổi mới chết. Con đường công danh của ông là ông học giỏi lắm mà thấp lắm. Vậy mà ông tu phúc ông làm quan lớn. Tới tuổi già của ông an tường mà ra đi. Rõ ràng không? Cái phúc báo có thể thay đổi số mệnh. Nên bây giờ mà nhiều người mà nói là con cái mà bây giờ nó không có con á, nó không có con mà mình đi dùng cách này cách kia để mà nó có con á, mà mình nói rằng cái cách đó là linh á,
bị thua. Cái cách đó nó không phải linh, mà là cái số cái người này chưa đến lúc có con, mà đến ngày giờ đó nó mới có con. Nhưng mà bây giờ quý vị dùng nó để mà nhanh có con, đúng ra cái con mà nó từ từ đến là cái con tốt. Nhưng mà quý vị gấp quá mới có con thì nó tổn phúc báo. Thì nó có con là con gì biết không? Là con lựu đạn đến. Ừ, thế đừng có nói cái chuyện dẫn chơi. Trời ơi, trong mạng nó đã không có con mà nó dùng cách này cách kia có con. Vậy quý vị nghĩ Phật lờ Phật dạy quý vị chắc là Phật Thích Ca Mâu Ni chắc bái quý vị làm thầy luôn quá. Phật đã nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Mà mình bây giờ cái người đó không có con mà bác sĩ dùng cách có con được, quý vị nói vậy là Đức Thích Ca Mâu Ni chắc ngày bái quý vị làm thầy luôn quá. Mà là họ có con nhưng họ chưa đến lúc phải có con. Còn nếu như mà thật sự nó không có con, quý vị có dùng cách gì nó cũng không có con đó. Nó đã là không có con là nhất định nó sẽ không bao giờ có con đâu. Nó nên cái nguyên lý này mà hiểu được rồi, con người mình sống rất là tự tại. Nhưng mà thật sự mà nói, trong cái thời cuộc này con người chúng ta thấy chắc là toàn là quan gia đến để đòi nợ không. Nếu mà không có con tiện tù. Ngày xưa người ta còn cái chuyện nói giỏi tông đường, còn bây giờ những đức thấy giúp cho mình lên bờ xuống ruộng không, chứ nói giỏi cái gì. Bây giờ con trai con gái gì cũng vậy, chứ nó có phúc là có phận. Thật sự mà nói, nếu cái gì sanh con gái không mà bị có phước á, tự nhiên nó có một chàng rể đàng hoàng, nó đến nó vô nhà mình, nó làm con rể mà còn hơn con ruột. Còn nó mà không có phúc báo rồi bị sanh năm thằng con trai cũng là năm thằng ngũ quỷ đấy. Chứ đừng có nói mà cái chuyện mà nói dỗ tông đường, rồi là trời, nó làm cho mình lên bờ xuống ruộng, nhà của mình nó cắt chia hết cho nó rồi mà nó còn không vừa bụng, nó còn muốn giết quý vị luôn. Nó ngũ quỷ đến mà, hiểu không? Còn bây giờ sanh toàn là con gái không, mà nếu mà có phước báo đi, con rể toàn là con rể hiền hậu đến nhà không. Tại vì có phúc là có phần à. Nên cái việc tu phúc là việc cực kỳ quan trọng. Nó không phải là chỉ có hai ba lời chúc là ngon đâu. Bây giờ chúng ta lên chúng ta giảng đi, chúc quý vị năm mới vui vẻ an lạc, mằng ăn phát đạt, vạn sự kiết tường như ý. Trời ơi, nghe mấy cái lời chúc này sao nó xưa. Xưa còn hơn cái thứ gì. Bao nhiêu năm ở ngoài đời, năm nào cũng chúc muốn le lử luôn. Mà dẫn là tay làm hàm nhai mà tay ngưng hàm nhịn. Làm quanh năm mà tới Tết không có tiền ăn Tết, đi mượn nợ không. Mà từ khi đi vô trong chùa tới bây giờ chúc cái gì? Nuôi bà già không? Mà quý vị coi chùa mình bây giờ mỗi ngày là 1,000+ người là ở cố định trong chùa. Mà dịp Tết này gom lại hết thì cũng 2,000 người, hơn 2,000 người ở trong chùa, ở qua tối ngày ở trong chùa. Rồi cái lượng Phật tử ào ào ta ghé ngang ăn uống này kia quá trời. Vậy mà sao bánh trái vẫn có ăn, dưa hấu, bưởi vẫn có cắt cho ăn, rồi gạo vẫn đầy đủ. Phải rõ ràng có phúc có phần không? Đó. Còn hồi xưa nhà có 2-3 người, nhà Như Đức nè, có 2-3 người. Vậy mà nhớ cấp còn nhỏ nhỏ, nhớ Tết không có tiền, ba Như Đức ông mượn 300,000 ăn Tết. Cái thời đó thì 300,000 thịt heo 1 ký 2,25. Mua 2 ký 50. Vì mua thêm 10 cái trứng hột vịt. Hột vịt trứng hình như 200 đồng. Vì luộc 10 cái trứng hột vịt bỏ vô kho nồi kho tàu. Mua thêm mấy ký thèo lèo cứt chó. Dư quê vô kêu thèo lèo cứt chó cứ ngắt. Cậu là trời. Thấy không? Cho mình được 5,000 bỏ túi. Nó khổ thế ghê, nhà có mấy người mà ăn Tết thê thảm gì. Còn bây giờ ào người ta vậy mà vừa ăn Tết mà chiều hát ca đó. Thấy chưa? Nay phải là có phúc có phần không? Quý vị như Đức nói dịp Tết, quý vị ở trong chùa mình ăn Tết là vì có phúc có phần. Là bữa nay xong rồi, một là ở đây, còn hai ta vừa hộ pháp ta ở đang bữa nay đêm đó, mai đêm mốt đêm mùng 8 cuối cùng kết thúc. Đấy. Thì thấy rằng rủ người ta về mà lo cho người ta mà nhiệt tình rủ, cái tâm đó nên có phước.
Chứ bây giờ mình ở nhà mình nghĩ nhà mình của không có nhiều, người ta đến ăn hết thì sao? Mình có cái tâm đó bởi vì đâu có đâu. Hồi xưa nè, ở nhà mà có cái gì ăn dễ gì vì người ta ăn bớt thì sao? Cái tâm đó là cái tâm keo kiệt, cái tâm nghèo đời đời kiếp kiếp. Bây giờ đời này của mình nghèo te tua mà mình có cái tâm rộng rãi. Ủa nghèo mà sao có tâm rộng rãi? Cái tâm rộng rãi á, nghèo nhưng mà nó có cái tâm rộng rãi á, hiểu chưa? Ừ, cái tâm rộng rãi từ cái hay mà cho người ta, từ có miếng ăn gì chia miếng. Cái tâm rộng rãi á, có miếng bánh mà dám bẻ cho người ta miếng, có ổ bánh mì mà cắt cho người ta khúc. Cái tâm rộng rãi đó đó là nó chuyển số mệnh đó. Rồi thấy người ta làm việc thiện việc tốt gì tùy hỷ. Rồi thấy người ta cắt nhà to, nhà người ta kế bên cắt căn biệt thự bự quá trời. Mình nói rằng nhà tôi biệt thự, mà trên biệt thự nhìn xuống có cái nhà lá kế bên nhà tôi. Thấy không, hồi xưa mà đi chơi đồ ở nhà nghèo, ôi xạo xạo. Nó cái nhà chỉ cần đến căn biệt thự là thấy nhà anh. Nói trời, ôi nhà anh giàu quá, biệt thự được dữ quá. Không, kế căn biệt thự kế căn biệt thự có cái nhà lá, nhà anh. Mà chỉ cần đến căn biệt thự là biết nhà anh. Nói sang lắm nghe, sang ghê lắm. À, nhưng mà thật sự kế căn biệt thự là căn nhà lá. Nên quý vị biết rằng cuộc đời con người chúng ta nó tổn phước là do gì? Con người chúng ta thường là nghèo mà mình muốn làm cao xa không? Quý vị biết ngày xưa dưới quê ưa có cái bệnh, mà giờ mình đi tu mình đã hiểu ra. Mà nếu mình bây giờ mà biết tu rồi, tự nhiên con người mình nó thông tâm chỗ này liền quý vị. Ngày xưa mà mỗi lần mà đám cưới hay gì này kia rồi, cái lợi nói cô cho con mượn cọng dây chuyền đeo cái đám cưới. Ở dưới quê ngày xưa là chuyên gia đi mượn vàng hoặc là đi mượn đồ bạn. À, thí dụ như đi đám cưới là mượn đồ hoặc là mượn vàng. Chợ đi ra ngoài thì cũng xạo lắm nghe, đeo dây chuyền đâu. Mà chợ là chợ, đúng là nghèo mắc cái eo. Mượn vàng người ta mà còn làm mắt. Đúng, quý vị thấy mang họa chưa quý vị? À, mang họa chưa? Đó. Rồi có khi mà đi hỏi cưới vợ cho con trai nghèo nhưng mà kiếm vài cọng dây chuyền mượn ở đâu không biết, đeo vô cọng to to không à. Đi nhí nhảnh đi lợn nhà bên kia để hỏi cưới vợ cho con mình. Thì xong rồi cưới xong hết trơn, người ta tưởng đâu gia đình này cũng có bề thế nghe. Thường thì người ta nghĩ rằng gả con thì gả gia đình có bề thế. Người ta không biết đạo, người ta chỉ nghĩ cái bề thế là quan trọng. Thấy mấy cọng dây chuyền đeo nhí nhảnh rồi mượn được chiếc xe hơn hay là mượn cái xe Honda gì chạy tịch đến. À, tưởng đâu gia đình này có bề thế thôi gả con. Nhưng mà khi gả con về rồi là dây chuyền đâu không thấy. Xe cộ cũng có luôn mà toàn là mượn nhà của anh chị em kế bên không à. Quý vị biết cái này mới là cái mà gọi là đổ nát nè. Thà từ ban đầu mình nghèo, mình đến mình rõ ràng mình nghèo đi. Gả thôi. Tôi nghèo nhưng mà nghèo chịu chơi. Được không? Nói thẳng, nói tôi thì tôi nghèo thiệt, nhưng mà tôi nói thiệt á, tôi mà cưới được cháu á, cho con tôi là tôi về tôi coi cháu như là con ruột tôi vậy đó. Tôi nghèo, nhà nghèo nhưng mà làm thì cùng làm, ăn cùng ăn. Không có nói chuyện mẹ chồng nàng dâu mà tôi đối xử hà khắc với con dâu đâu. Tại vì tôi biết anh chị thương con anh chị thì tôi cũng thương con anh chị như con tôi vậy đó. Tôi nghèo nhưng mà tôi nói thẳng thắn vậy đó. Anh chị gả cứ, không gả thôi. Mình nói vậy một chừng ta cơ gả nghe. Mình nói thẳng đó đi. Rồi mình nói bây giờ tôi nghèo lắm, tiền đồng tiền này tiền kia là đi không có nhiêu đâu. Còn bây giờ tôi nói với anh chị, bây giờ tôi cũng đi mượn nợ cứ vợ cho con tôi được bộ. Nhưng mà bây giờ tôi mượn nợ xong rồi về con dâu đi làm cực để trả nợ chi cho người ta cừ. Thôi bây giờ tôi có một chỉ tôi cho đại một chỉ. Nhưng mà mai mốt rồi sau này về làm mà có tiền bạc tôi sắm cho con dâu tôi thêm. Cái đó thì tôi nói thật lòng. Còn bây giờ tôi nghèo tôi không có đi mượn nợ mà cứ vợ cho con tôi tùm lum. Rồi làm cho cố lên nở mặt nở mày một chút. Nhưng mà về con dâu với thằng con trai nó cực khổ nó làm nó trả nợ. Hoặc là tôi cho con dâu tôi đeo tùm lum nhưng mà về tôi lột hết của nó lại thì cái này xấu mặt xấu mày, con dâu nó coi thường gia đình dữ lắm. Thôi bây giờ tôi nói thẳng với anh chị là tôi nghèo dữ lắm, mà tôi thật sự là nghèo nhưng mà tôi thấy đời tôi có tương lai. Thấy không?
Nên họ hỏi ồ nghèo và tương lai chỗ nào. Nói, anh chị không biết hả? Người xưa nói gia đình có phúc mặc sức mà ăn. Nghe không? Có phước là có phần. Tôi gia đình tôi mà kiểu này là anh chị tin thì sau này nhất định có phúc. Hiểu chưa? Thật sự mà nói ít bao giờ có ai mà đi cưới vợ cho con mà cái cách nói chuyện đó lắm. Nhưng mà cái cách nói chuyện đó nó đạt lắm quý vị, chứ không có chuyện giỡn đâu trời. Nghèo nhưng mà chơi với người ta là chơi ngang luôn á, chứ không có thua người ta đâu, không có lép đâu. Còn mình đi mượn nợ, đeo mượn vàng, đeo đồ của người ta là lép rồi đó. Mình chơi vậy là lép rồi. Tại vì nó không có giấu được cái nghèo đâu. Nó nghèo là nghèo. Giống như ngày xưa những đứa hô á, bây giờ cũng còn hô. Mà ngày xưa nó hô dữ không bây giờ? Tôi biết ngày xưa nó hô dữ, bây giờ là sao không? Là do nó muốn che cái hô. Nó muốn che cái hô, mỗi lần mà nó cười là sợ đưa bằng nạo ra, phải không? Che lại, mà càng che thì nó càng nạo. Nó càng đưa ra, thấy che chưa? Sau này khi tu rồi cái là đưa ra hết trơn. Vậy mà càng ngày càng đỡ hô. Thì thấy bây giờ đỡ hô không? Thấy không? Từ nơi đó rồi mình đã nghèo là nghèo, xấu là xấu à. Không có che được đâu, mình chỉ có cái phúc thôi. Cái phúc nó che là hết trơn. Khi mình có phúc rồi là người ta thương yêu mình, cái gì nó cũng che là được chứ. Còn người ta mà không thương rồi, cái xấu nhất nhỏ người ta cũng lôi ra nữa. Nó thật á, nên con người mình tu hành nó an vui là ngay cái chỗ hiểu mà sống. Nó hiểu mà sống là tuyệt vời lắm quý vị. Thấy đi về chùa mình thấy đơn giản không? Mà những điều những đức nói nó rất là gần gũi nha. À, nên mình có con gái đồ mình gả đi, mình cũng phải nói vài câu cho con mình nó hiểu. Con nhớ cái này là con chọn, con lấy chồng nghe. Đã là chọn thì sau này khổ cỡ nào cũng phải chịu nghe con. Chứ không phải nói cái chuyện mà con lấy rồi con khổ rồi con chạy về nhà, không phải đâu nghe con. Làm gì nó kỳ dữ lắm. Nó mình dặn con gái mình vài câu cho nó không còn con đường quay lại luôn. Như vậy thì nó có thể làm dâu ngon lành. Còn bây giờ gả rồi vào nói một câu nè, về làm dâu làm, có làm không được về nhà mình ở con. Thôi chịu thua này, không dám cứ. Hiểu không? Mở con đường mà chịu thua. Giống như chùa mình, vì sao mà người ta ở đông mà người ta ít đi quý vị? Đi đâu? Đi đâu giờ? Nên quý vị biết rằng tại sao bây giờ mà gia đình mà ly dị nhiều quý vị? Biết vì sao? Vì người phụ nữ bây giờ họ biết nhiều quá. Cái này là kinh nghiệm nè. Kinh nghiệm. Vì cái chiếc điện thoại đó mà người phụ nữ bây giờ quan hệ quen biết nhiều người. Ly dị nhiều là do tại cái chiếc điện thoại. Họ quen biết nhiều, họ có kiếm tiền được. Nên phải biết rằng một người vợ ngày xưa mà chung thủy, có chữ có đánh cũng không dám bỏ đi. Đó là ngay lý do gì quý vị biết không? Đi đâu? Đi về bên nhà mình thì cha mẹ đuổi về. Quý vị biết rằng ngày xưa con gái người ta mà trở về bên nhà người ta, khi có chồng mà trở về, cha mẹ phải dẫn qua lại, mà phải còn phải năn nỉ gia đình bên chồng luôn. Con của tôi dạy, tôi thiếu dạy, nên con của tôi cái hành động nó như vậy. Tôi mong anh chị tha thứ cho nó. Nó còn nhỏ, nó chưa hiểu nhiều. Vì thấy chưa? Từ cái hành động người làm cha làm mẹ như vậy mà con mà nhìn thấy đứa con này làm sao dám hả quý vị? Trời ơi, mình đi về một cái mà cha mẹ mình bây giờ phải đi năn nỉ người ta kìa. Khổ cỡ nào khổ phải chịu mà sống. Nên ngày xưa quý vị, con người ta đẻ 90 đứa con mà người ta phải sống chứ người ta không dám đi. Mà khổ te tua chứ đâu phải không khổ. Nhưng mà người ta phải sống. Nên người ta ngày xưa mới có người mẹ hiền. Còn bây giờ là cái phương tiện nó quá đầy đủ. Người đàn bà kiếm tiền được nè. Người đàn bà biết được nhiều thứ nè. Nhìn được hoàn cảnh rộng xung quanh nè. Quen biết nhiều bạn nè. Từ nơi đó có gì chia tay vẫn còn người để mà nương tựa. Bây giờ chia tay nhiều á là ngay cái lý do này mà ra đó quý vị. Phải, cái xã hội phát triển nó có tác hại chưa? Nhìn thì cái hình thức thì nó tốt, nhưng mà cái tác hại cực kỳ lớn. Quý vị thấy ngày xưa đâu có cái chuyện mà dịch bệnh hay bệnh hoạn nhiều đâu. Nhưng bây giờ rất nhiều loại bệnh xuất hiện trong cái cõi đời này là do ngay chỗ nào? Là do ngay cái chỗ phát triển xã hội á. Lòng người mà ra đó quý vị.
100%. Nên ở trong chùa mình quý vị coi cái quy tắc những đức để nhìn được cái thời xưa mà áp dụng trong chùa mình đó. Vô chùa mình không xài điện thoại, mình thấy số 1 chưa? Họ không biết cái gì, họ không quen ai, họ không được ai điện thoại cho họ. Họ không được ai rủ ren nên họ ở trong chùa. Có những cô trong chùa mình mà 7-8 năm chờ mà chưa từng về nhà. Quý vị đi có chồng có cái chuyện 7-8 năm mà không về nhà không? Vậy mà mấy cô trong chùa mình 7-8 năm chờ ở trong đó, trong chùa tu lo mấy bà già, ở trong chùa không mà 7-8 năm rồi đó, không được về nhà luôn đó. Vậy mà càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng vui, thấy chưa? Đó là cái gì? Một là không có điện thoại nên không biết được nguồn tin gì bên ngoài. Hai là không có tiền. Không có tiền đi đâu à, không có tiền thì đi đâu được đây à? Muốn đi ra ngoài cũng không có tiền sao đi? Nhà nước không cho tiền sao đi? Hiểu không? Là hai cái. Ba là không được về nhà. Ở đi về nhà là bắt đầu người nhà nói này nói kia nói nọ, nhìn đứa em kế bên, đứa anh kế bên. Dù cái kiểu mới về nhà, mình là người tu mà, mình đi về nhà cái là họ vừa gặp mình, họ đâu có nói họ khổ nhiều đâu. Mà họ điều diễn trước mặt nào là đi xe đồ mớ, và cái này cái kia, thấy nhỏ em mình, chị mình, bạn mình nó nhí nhảnh. Về bắt đầu cái tâm trạng đi tu, bắt đầu đi về, về lại chùa bắt đầu suy nghĩ, chào chào, sao mình thấy mình trong chùa hoài, sao mình khổ quá. Bạn bè mình ở ngoài đời sao nhìn nó có chồng đồ thấy mê ghê, sao nó hạnh phúc, có những hạnh phúc mà thật sự mình chưa từng biết. Cái tự nó mộng mị, nó mộng mị cái nó tu hết được luôn. Nên không cho gì mà cũng không được nghe điện thoại mà cũng không có tiền luôn, yên tâm tu. Thấy chưa? Ba điểm này là không có nơi nào mà làm được hết chứ, thật sự mà nói. Nhưng mà quý vị biết rằng vì sao mà những đức làm được không? Vì những đức có cách làm mà cho người ta vui. Quý vị thấy chùa mình vui chưa? Chùa mình đã làm những cái việc mà người ta không dám làm. Nói mà cái chuyện mà không xài điện thoại, không giữ tiền, không về nhà là không làm được. Mà cái chùa mình mà Tết nhất mà hát nhạc nhảy đùng đùng thì cũng không ai dám làm luôn. Thấy không? Rõ ràng không? Là làm cái chuyện người ta không dám làm không à. Nó bây giờ nội mà ôm xô hết trơn vậy thì quý vị thấy là khó rồi, đúng không? Thì mình phải lo từng ly từng tí lo hết trơn luôn. Còn chùa chiền người ta thì phần nhiều à, tự không kiếm tiền, tự không sống đi, người ta đỡ lo. Còn những đức ôm xô một mình lo gì người ta, mà một mình những đức phải lo, lên bờ xuống ruộng phải lo. Mấy ngày nay bị chóng mặt, vậy mình lên đây là hết chóng mặt. Thấy chưa? Phải gan mới được nghe, giỡn đâu. Trời hôm qua nha, đi qua đây sinh hoạt nha, sinh hoạt chúng gì đó mà chóng mặt nghe. Nhưng mà ngồi chịu, chịu nhạc ầm 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 cái đầu mình làm. Nhưng mà cái mặt không dám buồn, sợ nó mất hứng á, vỗ tay mà cười mỗi kiểu như cười mỗi kiểu mà cười mệt mỏi vậy. Cười mỗi kiểu như chú sắp chết vì người ta mà cười vậy đó. Chậu là trời, ngồi chịu 2 tiếng đồng hồ trong khi chóng mặt mệt mỏi ngồi, mình cố gắng ngồi đi sắp xếp cho mấy bà già bữa hổm giờ Tết không có qua mà gặp mấy bà già tội nghiệp với bà gặp mình cứ kêu mẹ gì. Vì nghĩ đi, tại vì những đức rủ với bà già về rồi mình lo cho bà, mình săn sóc, mình quan tâm từng ly từng tí, giết bà quý thương với bà yên tâm khi mà những đức mà lo mấy bà già. Nên mỗi lần mà những đức qua cái bà kêu mẹ gì một chút cái mình lên xe lại á, là bà đứng nguyên một hàng, bà đứng bà nhìn theo. Quý vị nghĩ, quý vị nhìn thấy nó cũng trời, nó xúc động chứ giỡn đâu trời. Mình qua chút xíu xíu mà bây giờ các cụ cứ nghĩ đi, quý vị cứ nghĩ đi, trời ơi, bây giờ mà nói đông người gì mà không có lương thực sao sống. Tết nhất nó nói cho chùa hộ pháp mình cũng là một điểm gốc chính nhất để mà lo tất cả mấy điểm đầu tràng bên đây. Thì bây giờ cũng phải ở trụ xứ một chỗ, ít gì thì người ta đến là người ta sẽ biết ông thầy Đức cũng ở chỗ đó. Có khi người ta gặp bất tử người ta cũng cúng được chút đỉnh, gom góp từng chút. Giỡn đâu chợ này, nói thật lòng á. Chứ mình mà chạy tới chạy lui Tết nhất người ta biết ông Đức ở đâu. Mà ngộ lắm, Phật tử nó ngộ lắm, người ta gặp mình thì nó cúng nhiều lắm, ta không gặp mình nó cúng chút xíu à. Giống như có những người, người ta gặp những đức có 2-3 người thôi cúng còn hơn cái thùng tam bảo. Nhưng mà người ta không gặp những đức người ta cúng ít xịt rồi lương thực đâu mà sốc. 1,000+ người bị nghĩ đơn giản đây là mình nói thật lòng đó, trời là trời, không có giỡn đâu. Nhiều người quan niệm người ta số tiền nhiều vậy con đưa tặng tay thầy,
thích vậy đó. Này là nói 100% luôn đó quý vị. Hồi tối giờ Đức nói các cụ, giờ Đức nói các cụ ơi trời ơi, mình hiểu nhau, các cụ thông cảm với những Đức. Nếu như mà kêu mà cứ ở chỗ gì mà đây mới quá, người ta là biết qua hộ pháp không, hiểu chưa? Mà bên hộ pháp nó mới đầy đủ được ba điểm đạo tràng ở đây, mà nói mà người ta cúng dường mà phóng sanh rồi nó không sống nổi một đạo tràng, thì chứ đừng nói chi nuôi bốn điểm đạo tràng. Mấy vị nghĩ đi, vậy mà một bên hộ pháp mà nuôi hết luôn rồi xong rồi xây dựng luôn, mấy vị nghĩ đơn giản đâu trời. Nên từ nơi đó, cái nơi đó là cái gốc chính mà người ta thích về như một đại gia đình, còn đây mới quá. Nhưng nên những Đức mới tổ chức cái khóa tu này để cho nhiều người già người ta biết những cái điểm này là giống như những cái điểm mà người già ở, nơi người già ở đó quý vị. Nên quý vị thấy nhà không? Nhà cao ráo, nhà vệ sinh bên trong mới làm xong 60 cái nhà vệ sinh, quý vị đi vô nhà vệ sinh đẹp thấy chưa, xin đẹp mà vậy đâu, thấy không? Đó, làm chỗ vơ đồ được kế bên đúng không? Càng ngày nó càng hoàn chỉnh nha. Rồi bắt đầu làm tới đâu là đổ đường tới đó đấy chưa. Rồi bắt đầu là nhà này đây qua Tết cỡ tháng 4, tháng 5 mà xong hết hai dãy này nữa không? Chỗ ở bao la. Còn nghe nói qua Tết Hòa Thượng đào móng gì nữa biết đâu. Nên từ nơi đó bên kia còn 4 dãy đang xây bên đó. Bên Đại Lâm đang 4 dãy đang xây đó. Thì quý vị biết rằng không có đơn giản đâu quý vị. Nó và bây giờ thì Hòa Thượng cũng nói là bây giờ tôi ông đó nghe, chỉ có ông thôi đó nghe. Nên bây giờ ông lo cho tôi lớn tuổi rồi, tôi chỉ đứng ở xây thôi. Ông lo nghe. Nên quý vị biết rằng mà Tết nhất gì mà mình qua ngôi chùa mới gì nghe. Nói chứ Hòa Thượng mấy thùng tam bảo này lấy ra đưa cho Hòa Thượng đó. Quý vị cúng bỏ vô đó đó cho Hòa Thượng. Không chưa? Đúng không? Dù mình nói cái tiếng cộng tu đầu năm đồ chọn lấy thùng tam bảo ra không có cho Hòa Thượng đấy. Mấy đứa nó về đông quá sao không đứa nào cúng cho ta, đúng không? Khỏi cúng đưa những đức để bỏ thùng tam bảo này nè, nó mở ra đem đưa Hòa Thượng bệnh á, hiểu chưa? Thì đưa những đức, những đức cũng đưa Hòa Thượng thôi, thôi mình có chút ít mình cúng bỏ vô đó đó, hiểu không? Thôi thật sự mà nói với vị chứ, thật sự mà nói có nhiều khi cũng trường cái mặt ra mà nói đại chứ không mắc cỡ mất gì nữa. Tại mình vì người ta rồi, không có còn vì mình nữa quý vị. Thật sự mà nói vì người ta thôi. Chứ bây giờ ăn uống cái gì đâu quý vị thấy. Những đức cũng ăn như quý vị vì nguyên một cái mùa Tết những đức cắn mới có 2 hộp dưa. Nguyên mùa Tết luôn cắn 2 hộp. Chương trình sinh hoạt những đức dự 6-7 buổi mà cắn mới có 2 hạt dưa. Ừ. Tại vì một là gì? Những đức không có muốn ăn đồ ngọt này kia, hạt dưa sợ bất tử cái nào nó ho gần cổ mình bị viêm cổ quá. Nhưng Đức tránh nhiều thứ đồ ăn dữ lắm mấy vị. Nói chuyện tối ngày mà không viêm họng mới sợ. Mà cái gần cổ như Đức mà không nói chuyện cũng không được. Gặp Phật tử cũng nói chuyện, thuyết pháp cũng nói chuyện, cái thứ gì cũng nói chuyện. Nên những Đức nói gần cổ như Đức là một người bạn tốt, hỗ trợ hết lòng. Rồi lay quay tới lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2. Trời ơi, 4 ngày chuẩn bị chân cẳng đi bạn ô. Quý vị biết thờ thế nhiều kiếp nạn nghe, mình phải tu nghe quý vị, mình phải tu mới có phúc báo mà hóa giải được kiếp nạn nghe chưa. Cứ tu đi. Hòa Thượng Tịnh Không còn thể thế ngài nói rằng quý vị trong thờ thế nhiều kiếp nạn này quý vị phải làm gì để tránh được kiếp nạn? Niệm Phật. Khi niệm Phật nó có phúc báo, mà dù có kiếp nạn ập xuống đi chăng nữa, ở trong cái kiếp nạn đó mình có chết mình cũng tỉnh táo để niệm Phật về cực lạc. Con người mình phải tính cái này nè, mỗi ngày phải niệm Phật để mà trao dồi cái tâm về cực lạc á, để bất cứ trong cái kiếp nạn lỡ mình chết mình tỉnh táo mình về cực lạc. Nhớ gần chết không có cái gì mà cầm theo được, đừng có lưu luyến, đừng có nắm giữ, phải nhìn thấu đi đó. Còn sống thì làm tới cùng luôn, nhiệt tình hết mình. Không mà những đức bây giờ nuôi người già, như đức phái nuôi người già thì biết gì sao, vì nuôi người già mấy bả mau chết hơn người trẻ. Quý vị nghĩ đi, trời ơi trời, mình nuôi con nít á, nuôi con nít nó lâu. Mà cái câu này của thầy Giác Nhàn ngày xưa cũng nói với quý vị, đúng không? Bởi vì những đức học được thầy đặc biệt lắm á, rất là nhiều câu những đức học được, những đức nghe những câu giảng mà làm cho ta cười quý vị. Mà ông nói đúng, tính ra đi bị nuôi con nít nó lâu dữ lắm. Bây giờ bà già 70-80 tuổi bà vô chùa thời gian ngắn bà đi mất tiêu rồi. Nên mình lo cái chuyện giảng sanh này là mau nhất.
Nhưng mà nói với con nít thì mình cũng phải nuôi để mà có người già chứ, hiểu không? Mình nói vui vậy thôi, đủ duyên sao làm vậy à. Nó hòa thượng thì có ngôi chùa nuôi trẻ em, còn bên Bảo Tháp những đứa cũng nuôi 18, 19 đằng trai, nó cho nó lớn lên để nuôi mấy ông già. Bây giờ những đứa không lập ra cái ban nuôi ông già thì mấy ông già không có cơ hội. Tại vì đâu phải cái chuyện đi tu là cái người trẻ đi tu dễ đâu quý vị. Đa phần người già giống như không còn việc gì nữa chứ mới đi tu. Nên từ nơi đó mà bây giờ mỗi một vị trí là mình phải sắp xếp làm sao á, để có cái người khi già yếu chăm họ thì mới nuôi được người già. Quý vị như coi bên chùa Hộ Pháp bên là 7-8 cô chăm người già. Bên Đại Tùng Lâm có 2 người mà nuôi 25 bà già yếu á trời. Có 2 người thôi á quý vị. Mà cô dịu nhẵn cổ là chính một minh cổ đó, chính đó. Một minh cổ mà chăm sóc 20+ bà già trời. Vì nghĩ đi cái tâm Bồ Tát kinh khủng không? Chăm sao mà chăm kinh khủng vậy đó. Mà sạch sẽ luôn nghe. Quý vị qua bên Đại Tùng Lâm đi ra phía sau nhà ăn á, có khu của mấy bà già yếu ngồi ăn cơm, đi ra hỏi coi phải sạch sẽ không? Mấy cô là đúng là chăm số 1 luôn. Thật sự mà nói như Đức nói, mấy cô bên Hộ Pháp mọi người có cái biệt tài nhưng mà không đụng nổi cái cô dịu nhẵn ở bên Đại Tùng Lâm này đâu. Cô này mới giữ văn nè. Một mình cổ luôn đó quý vị. Vậy mà chăm 20+ bà già đó. Thì thấy chưa? Còn bên đây chưa nè. Mới quá, chưa có cái nội bộ. Một hai cô nào mà phát tâm chăm mấy bà già yếu. Tại vì mình nuôi người già là sớm muộn họ cũng bệnh yếu à. Nên mình phải lo cái chuyện là phải có cái người mà chăm cái người yếu khi bệnh bất tử. Chừa ra dài ba cái phòng để mà cái khu đó là mấy bà già yếu mình dồn vào một chỗ. Để chi biết không? Lỡ bà yếu bà bệnh đau bằng đêm hôm cái gì bất tử, kịp thời hộ niệm cho bà. Còn nếu bây giờ mình để bà tràn lan đại hải, khu nào bà cũng nằm. Lỡ bằng đêm người ta đi tu hết trơn, bà nằm không hay hay, bà chết tội nghiệp bà. Nên mình phải quy về dài phòng chống mình để đó, để cho mấy bà già khu yếu cho bà nằm ra khu yếu, để cái người quan tâm xác thực ở chỗ đó. Mà khi yếu rồi đó là mình phải có một cái phòng nữa, là phòng gì? Phòng hộ niệm. Để cho bà qua phòng hộ niệm đó là ngồi xe lăn nè, xí cầu que nè, lết bánh nè, ngồi ở đó để hộ niệm. Hộ niệm trước đi để cho nó quen, để mai mốt mà yếu yếu cái vô niệm cái dứt cái bà bái gì cực lạc. Thấy không? Đó, phải tính vậy đó nghe. Còn trời, nuôi người đâu phải đơn giản. Nuôi người đâu phải đơn giản, đâu phải tính từng chút cho người ta. Nên tại sao mà nhiều người già người ta về đây? Chùa mình bây giờ giống như một cái điểm dữ dằn nhất nuôi người già đó quý vị. Vì đi xem hết cả cái nước Việt Nam mình luôn. Nếu mà nói về chùa chị mà nuôi người già là chùa mình là dữ nhất rồi đó quý vị. Mà nuôi người già có tâm huyết nghe. Giờ những đức cứ nghĩ mình cha mẹ mất hết rồi. Mình bây giờ cũng không có vợ con gì. Anh em thì ta lớn hết trơn. Bây giờ bản thân mình thì giống như với người trong chùa và với hàng Phật tử mình như một gia đình rồi đó. Không nói dòng gió nữa. Không có còn con đường gì nữa bên ngoài nữa chứ. Giống như xác quyết là đời này phải tu. Nó tiện thì tu tiện, mà khó khăn thì tu khó khăn. Thì tu. Vì những đức thấy rõ ràng Phật Pháp cho những đức được cơ hội làm được việc này. Nếu như những đức mà không đi tu, làm sao những đức có cơ hội này hả quý vị? Đâu có cơ hội này đâu. Nên tất cả các anh em trẻ trẻ mà vô đây cùng chung tay những đức là quá ý nghĩa. Tại vì sao mình có cơ hội làm được việc này? Trời ơi, ngoài đời mà có con vợ cực chết. Đừng nói chuyện giận chơi. Những đức có một bạn hồi xưa đẹp trai dễ thương ghê. Vậy mà sao nó có vợ nhìn nó bây giờ tả tơi hơn những đức. Bây giờ những đức đi tu với cũng có được cái gì hết đâu. Vui nữa, hiểu không? Còn trời kẹt quá, mấy cô có chồng có con rồi phải chịu thôi, phải không? Chứ trời gặp Phật Pháp mà không có chồng gì hết trơn, không có con gì hết trơn, đi tu phước cho rồi trời. Vô đây nó có nguyên cái lầu 4 á, anh ta ở nguyên vậy, có cô trẻ đi thang máy chà 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 lên xuống, bước vô thang máy bấm cái chạy xuống, bước vô bấm cái chạy lóc nhà. Họ nó khỏe quá trời luôn. Phòng ốc vệ sinh đàng hoàng, nhà vệ sinh đâu đó chơi. Tới giờ làm xong về ít ngang ngủ, khỏi cần lo tiền bạc, khỏi cần lo đẻ chữa. Sung sướng gì đâu chứ sống chọn. Ta nêu lên những chỗ này cho mấy bà chồng bỏ chồng chê có cơ hội. Nó mà bỏ nó chê cơ hội đi vô đây. Đừng có lạng lạng bên ngoài chi mấy mốt gặp lũ đạn nữa mất công. Nó thấy không? Mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê sùng sồn đó. Biết hết trơn rồi, vô đây là nuôi người già cũng được mà nấu ăn cũng được.
lau nhà ăn cũng được, làm cái gì cũng được chứ. Tại vì sao? Mình đã hiểu rồi, cuộc đời mình đã từng có chồng, mình hiểu rồi, bây giờ còn mộng mị gì. Khổ là mấy đứa nhỏ mà nó chưa biết cái gì, nó tu tu chứ mình cũng cố gắng mình bồi dưỡng. Trời ơi trời, cái kiểu mà từ nhỏ tới lớn nó chưa biết cái gì quý vị, nó mà gặp cái này cái kia nó cũng mộng mị dữ lắm. Nên những đức là người nhờ ở ngoài đời cũng là trời ơi, tờ giấy cũng lem luôn, cái gì cũng biết. Những đức từ nhỏ tới lớn cái gì như thế cũng biết hết trơn á. Tại vì sao? Những đức con trai chứ hồi nhỏ nó nhiều chuyện dữ lắm, mà nhờ vậy mà sau này những đức đi tu, những đức mới biết được là cái gì cũng biết nghe trời. Ngày xưa dưới quê là những đức cứ là đi lết tới nhà này nhà người kia, những đức nghe ngóng chuyện năm trên xóm dưới gì, thôi chồng rồi, chuyện mấy bà mà nói xấu chồng đồ. Những đức ngồi nhỏ nhỏ, người ta nghĩ những đức nhỏ, người ta không có nghĩ tới mình biết vậy đâu. Nhưng mà mình ngồi cái bên nhỏ mà mỏ nhọn ngồi lại nè, cậu chồng nghe ngóng chuyện kinh khủng luôn. Sau này đi tu trời, cái thứ gì bây giờ cũng biết hết trơn. Rồi những đức áp dụng vô Phật pháp, những đức bây giờ nó nói với vị nghe nhiều chuyện đó. Như cái chuyện mà nãy mới vô mà nói chuyện mà cái kiểu mà xui da đồ là do nghe ngóng mà ra đó, chứ học sách nào đâu. À, nó chứ nhà đứa có học gì đâu, nghe ngóng không à. Hồi xưa nhà gỗ quá quý vị, không có chịu ở nhà, nhà gỗ quá nhà đứa không chịu ở nhà. Những đứa cứ đi đến nhà này những đứa làm chút kiếm ăn, đến đi chỗ kia làm chút kiếm ăn, ngồi nhỏ nhỏ tự đi kiếm ăn vậy đó. Vậy đó mà đi đến đây nghe ngóng được chút, đi đến kia nghe ngóng được chút. Rồi làm với chủ á, thì chủ hai người chủ, thì chủ này nói chủ kia nói chủ nọ, mà nó lấy mình ra chính giữa nó nói. Mình đâu có dám nhiều chuyện, mình mà nhiều chuyện nó xử mình sao. Ồ, mình mà đi làm cho hai người chủ nghe, nó thường tranh cạnh với nhau, mà nó nói nhau, mà nó lựa mình ra nó nói. Mà mình không nhiều chuyện là nó nói cho mình nghe hết luôn. Nó nói anh đó, vậy chị đó, vậy, nó đối tác mà nó nói nha. Nhưng mà mình đừng có nhiều chuyện, mình chỉ cần mà đem cái chuyện của người này mà đem người kia nói là nó phanh phôi ra một phát, nó hỏi ai nói, thằng Hiền nói là nó xử liền. Tại vì nó xử mình, nó nói tao đâu có nói, tao làm chủ tao có quyền, tao nói tao không nói, mày là thằng nhiều chuyện, tao đuổi mày là mình tiêu. Nên mình nghe thôi, mình không được nói. Đó, nhờ vậy mà ai cũng nói cho mình nghe. Cuối cùng mình nắm hết sự việc của con người ta luôn. Bởi vì cái quyển sách mà những đức học đó, trời ơi, cái quyển sách kinh khủng lắm. Không phải là quyển sách bình thường. Bởi vì từ ngày xưa còn nhỏ như vậy, nghe sao những đức vô chùa tu Tịnh Thất Quan Âm á, vì biết cái lập trình những đức vô chùa tu là gì không? Làm còn cư sĩ mới vô chùa tu á, cứ đi lại phòng bà già này phòng bà già kia, rồi gặp bà cụ nào buồn ngồi gốc cây khóc rồi những đức cứ đến, mà ít ai đi làm vậy lắm, mà những đức lại làm. Những đức đến, những đức hỏi cụ sao khóc với cụ? Nhớ con cái. Cái những đức là người mắc mẹ từ nhỏ mà hiểu tâm lý người nữa. Những đức mới nói cụ ơi, bây giờ gì phân tách cho bà nghe. Bà nghe xong bà vui xong bà ở nữa. Còn có nhiều bà mà cự lộn đồ phân si cứ muốn đi về, cái những đức đến, những đức phân tách ra mình đã từng ở nhà diện gì, mà vô đây tu gì, mà được gì, mà đi về về con cái nó coi mình ra gì. Bà giờ bà những đức hỏi bà, ngày xưa bà ở nhà bà sống làm sao? Khổ. Vậy bà vô đây sống làm sao? Được tốt. Vì đã tốt tại sao đi về? Vì một chút bực bội mà đi về, mình dại quá, đừng có gì họ mình đi về, bà ở đi. Trời ơi, chỉ có làm vậy thôi mà cuối cùng quản trúng luôn. Ghê chưa? Đó ha, rõ ràng không? Tại vì cái việc tâm lý con người như đức nắm rõ quá, nên gặp cơ nào thì giải quyết cơ nấy à. Vậy mà từ từ tâm lý từ từ rồi chúng chùa ai cũng thích. Thích mình là do gì? Ai có chuyện buồn gì cái gặp mình à. Hồi xưa mới vô chùa tu ai có chuyện buồn cứ tìm mình không à. Nhờ vậy mà cơ hội mình nhiều. Có khi buổi trưa mà không ngủ nghe luôn, viết trở thành nhiều chuyện ác đạn. Thấy chưa? Mà nhiều chuyện gì người ta nghe. Ngày xưa còn nhỏ là nghe ngóng mà để biết chuyện. Chỗ mà ngày xưa mà có nhiều người nữ người ta lớn hơn mình thì dụ như 7-8 tuổi, người ta 19-20, mình ngồi kế bên hai đứa gái nói chuyện, nó nghĩ mình nhỏ mình đâu biết gì đâu, nó mới nói là tâm tư nói cái này cái kia, mình ngồi mình nghe nha. Trời ơi, vậy mà bây giờ như đứa nuôi gái như đứa biết hết trơn luôn quý vị. Nhờ ngày xưa kinh khủng không, mình biết à, thì ra là mấy con nhỏ này tâm tư nó gì nghe, tâm tư nó gì nghe, ghê thiệt chứ, thấy không? Đó đấy chưa, bởi vì những đức nói rằng là trong cái cuộc đời này á, cái môn học á thì ra là nó mọi mặt luôn quý vị. Nếu như là thiện thì nó đều là tốt,
Còn nếu như mà bất thiện thì cái tốt cũng trở thành xấu. Nó mà bất thiện rồi tốt cũng thành xấu nữa. Mà thiện rồi thì cái xấu nó cũng thành tốt. Chỉ cần cái tâm này thiện là cái gì nó cũng tốt, 100% luôn. Có nhiều chuyện, nhiều điều gì nó cũng tốt chứ. Nhưng mà nó đã bất thiện rồi là cái gì nó cũng xấu hết chứ. Đó, quý vị mà nghe gì rồi quý vị thấy cái tư tưởng những Đức chia sẻ Phật Pháp không? Nên có nhiều người mà người ta nghe phớt phớt nghe là ta nói gì, gì chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ Phật Pháp gì đâu mà nói cái thứ gì đâu không Phật Pháp cái gì. À, vậy đó mà có nhiều người ta gặp ta chạy là người ta vượt. Vượt cái gì người ta ngưỡng mộ. Giỡn à. Tết nhất kìa. Hồi sáng kìa vừa xuống nhà ăn phái đoàn vừa bước xuống xe 50 chỗ. Họ vừa gặp nó kêu thầy đưa. Trời ơi tôi ghê trời ơi bà đầu mình dữ vậy. Mình xẹt 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 mình đi vù vù mới chạy theo vù 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 theo mình nói. Trời trời ngày xưa mà mình lúc mà ăn nhậu đồ này kia mà té xuống mà nhậu nhẹt té mà chó nó không liếm tay. Mà bây giờ mà chậu mấy bà vậy đâu bạn đồ đẹp đẹp không có chạy theo mình. Kêu thầy Đức lia lịa chứ bà bay lại phải xin chụp hình. Nói chậu là chậu cái mặt mình mà chụp cái chừng cháy phim. Mình cũng đứng kế bên mấy bà mà bà đứng kế mình bà chụp hình mới làm nè. Mình nói trời ơi tôi không có gì đâu, vừa vừa đại đi có gì đâu. Tôi là không có số má gì hết chứ, hiểu không? Không mà mình như vậy nó vẫn là đặc biệt quý vị. Chứ nếu không mình tưởng là mình cao xa. Trời ơi mình nhờ Phật Bồ Tát mà mình mới được vậy thôi. Nhờ niệm Phật mà người ta mới quý trọng đó. Chứ nếu như những đức mà không niệm Phật thì thôi trời ơi cái mặt này không có ai mà nhìn ngó tới. Chắc chắn ở trong đây không ai nhìn tới luôn. Nhờ niệm Phật mà được như vậy đó. Bây giờ quý vị mà ngồi nghe mà những đức ngồi trên cao, quý vị ngồi dưới đau chân mà vẫn ngồi. Là nhờ cái gì? Nhờ công đức niệm Phật che chở. Được chưa? Ở tôi biết mà. Bây giờ quý vị coi một con người xấu xí, hư hỏng, ít học, nói chuyện thô thiện, ai tiếp nhận mình? Ở trong đây có nhiều người, ví dụ như bà Chuyển này, bà là giáo viên này, bà làm sao bà ngồi nghe những đức? Những đức ở ngoài đời, bà gặp những đức thì sẽ bá dơ. Đừng có nói chuyện giỡn. Trời ơi, nhiều người hồi xưa kêu mình là bá dơ quý vị. Kiểu ăn nhậu bê tha, ngồi đầu đường xó chợ. Hồi xưa mà rồi có khi mà nghèo, không có tiền mua một chai rượu ngon ngon, mua rượu chuối. Uống mà muốn cháy cùng cổ luôn. Mà uống rượu chuối quý vị. Trời ơi, không có tiền mua mồi màng, có một cái cốc. Mà mỗi thằng ngậm một cái chứ không được cắn. Nghèo đến mức mà chợ chợ mua được chai rượu chuối mà một cái cốc mà không dám cắn. Thằng nào mà cắn nhiều tôi tán vô mặt mà giờ mày cắn hết chai cốc thì sao? Thì nghèo đến mức như vậy đó, thì bị nghĩ cỡ nào chưa? Ai mà nghĩ cái người này ngày hôm nay như vậy? Không ai ngờ luôn á. À, bạn bè những đức mà gặp lại những đức nó nói ủa bạn ơi xin thiệt hỏi bạn phải bạn không? Những đức nói nó đó. Nên bạn bè những đức là nó phái những đức ngay cái chỗ là dù mình xuất gia mình tu nha, nhưng mình rất là gần gũi, chơi với anh em nói chuyện đồ rất là gần gũi chứ không có dùng văn tự Phật Pháp, mà những văn tự mà gọi là nguyên văn trong Phật Pháp mà nói chuyện với người ta. Tại sao mà những đức học Phật mà những đức muốn mình càng học lâu về sau văn tự phải dễ hiểu. Vì sao quý vị biết không? Mình đừng có nói những văn tự khó hiểu. Cái đơn giản nhất quý vị, dù quý vị học ra là thạc sĩ tiến sĩ chăng nữa, quý vị đừng bao giờ dùng những cái chữ viết mà để cho người ta nhìn. Chữ viết phải để cho người ta đọc. Chữ viết mà ta chỉ cần coi qua là ta đọc được vậy mới hay. Đừng có để người ta phải nhìn mà căng con mắt. Làm viên chi ạ? Viết chữ cho dễ đọc đi. Nên có những người viết là thư những đức mà họ học học cao, hiểu rộng, họ viết chữ mà quằn quèo. Những đức nói do ve lá thư này đi. Những đức nói lá thư này là lá thư dốt nát. Nó chào 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 tiến sĩ đó, nó tiến sĩ viết chữ xấu dữ. Kiểu viết chữ quằn quèo vì như đức đọc đâu được đâu, như đức nó cho ve đi mất thời gian quá đọc không được. Còn chữ nào mà lớp 3, lớp 4 viết như đức nó ở đây đọc. Lớp 3, lớp 4 thì gò từng chữ tròn tròn ấy, phải viết tròn 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 dễ đọc phải phết đàng hoàng. Còn chữ mà học cao á vẹt 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 nó thôi 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 chữ thì tao đọc được. Ve yeah, cái lá thư này đi khỏi đọc. Các vị thấy chưa? Nên những đức coi qua thì nói rằng càng học cao thì phải càng viết chữ đơn giản, càng kỹ lưỡng gì cái dòng chữ của mình.
Người như vậy mới là ít kiêu ngạo ngã mạn, hiểu không? Vì suy nghĩ đi, đúng không? Đó, cái cho rằng mình vẽ mình là học cao, cái là viết chữ quằn quèo cho người ta đọc không được. Vì chi vậy? Thấy không? Có nhiều người kêu thầy thì ký tên giùm con cái. Ờ à, được. Chữ H, chữ Y, chữ E, chữ N, dấu quyền, gạch đích. Trời trời, chữ ký của thầy công nhận đẹp tiếng. Tôi ký vậy đó. Tôi tên Hiền, tôi ghi chữ Hiền, tôi gạch đích được chưa? Bà muốn gạch đích thì gạch chỗ nào? Tôi gạch. Tôi vậy đó, tôi ký tên vậy, tôi viết Hồ Văn Hiền ra rồi tôi ký tên cũng là chữ Hiền rồi tôi gạch đích rồi, tôi nói chơi vậy đó. Chứ bây giờ thì giờ chữ Hờ gạch thì cũng được, thế đúng không? Tôi thích viết chữ Hiền được không? Tôi viết chữ rõ ràng, dễ đọc, phải không? Nó nên quý vị biết rằng càng học cao thì dòng chữ càng phải đơn giản cho người ta dễ đọc. Giống như người càng tu lâu thì văn tự phải càng dễ nghe. Thật sự mà nói, cái văn tự trong Phật Pháp mà nguyên văn, Hán văn rồi quý vị chỉ cần đọc qua thì bị nói được, sao không nói được? Nói được hết trơn á, nhưng mà người ta sẽ cho mình cao xa. Người ta sẽ cho mình là một con người mà quyền bí. Đừng có nên vậy, chở là chở. Mình là học Phật, là một con người học Phật thì là một con người đem Phật Pháp để giới thiệu. Chứ mình đừng có ra vẻ quyền bí để dẫn dắt lôi kéo. Cái đó gọi là học ra mê tín. Phải học ra một con người đơn giản, đem Phật Pháp để áp dụng trong cuộc đời người, đem nhân sinh Phật Pháp để mà áp dụng vào đó, hiểu không? Để mỗi một con người đều được lợi ích Phật Pháp. Chứ bây giờ mình nói những cái văn tự cao xa ai mà hiểu. Nó nên những đức mà nghe ai mà dùng những văn tự cao siêu gì đó thôi cho qua đi, khỏi. Còn nghe ai mà nói đơn giản là phải nghe. Nên những đức phái chơi với mấy người mù, mấy người què đồ, mấy người hay lúa đồ, ta nói chuyện câu nào ra câu nấy. Mình ngồi nói chuyện với người ta, mình hỏi lụm bọc ngày kiếm được nhiêu. Họ nói 100. Đó, 100 là nói 100 mà đúng không? Vậy cái cách lụm bọc là lụm làm sao? Họ chỉ mình cách lụm bọc, dễ hiểu lắm. Mình nghe cái là tự mình biết liền. Mình nói nếu mà Phật Pháp á mà nó ra như vậy thì tất cả mọi người ai cũng được lợi ích. Nên quý vị thấy tại sao mà Như Đức nói chuyện đơn giản mà nhiều người nghe người ta được lợi ích. Bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình luôn á trời. Có những người người ta chỉ có một chiếc máy này thôi nè, được một chiếc máy V52 này thôi đó, vậy mà người ta cứu cuộc đời người ta quá trời đông luôn. Tết nhất thì người ta vô thì nhiều người mà ta gặp những đức, quý vị biết rằng thật sự như bản thân mình thôi. Khổ quá mà nghe ai mà dạy cho một cái pháp tu mà hết khổ thì cái tâm cảm ơn cỡ nào cho quý vị. Như bản thân mình thôi cảm ơn cỡ nào chưa. Cảm ơn cả đời. Nên những đức nói những đức cảm ơn thầy trên kia bằng cách là tôi đi theo con đường của thầy. Ngày xưa tôi đã học thầy như thế nào, bây giờ tôi đi y rang như thầy ngày xưa luôn. Chính tôi đã học được cái ngày xưa lợi ích, bây giờ tôi lấy hoàn toàn cái ngày xưa tôi làm y rang luôn, tôi không được thay đổi. Tôi cảm ơn ngay cái chỗ là ngày xưa cái thờ nổi bật đó đó, đơn giản gần gũi dễ gặp, mà tôi lấy y rang như vậy tôi hành trì luôn. Tôi không lấy cái nay nữa, tôi không lấy cái mới mẻ mà tôi lấy cái cũ hoàn toàn đó. Nên chùa mình ở đây mấy anh em nhớ, ví dụ như mình bắt địa chung đồ này kia là mình bắt Nam Mô Di Đà Phật á, đừng có bắt ai Di Đà Phật. Tại vì hòa thượng mình đây ngài niệm Nam Mô Di Đà Phật không à, thấy không? Ví dụ như những đức thấy rằng cái hội chúng mà bắt cái điều địa chung ai Di Đà Phật nó niệm có lực dữ lắm nghe quý vị. Nhưng mà hòa thượng mình đây mình phải hiểu, ví dụ như mình ở đâu thì mình phải hiểu ở đó. Mấy thầy mấy chú đều phải nhớ ở đây là hoàn toàn phải bắt Nam Mô Di Đà Phật hết. Còn riêng mình thì niệm ai Di Đà Phật là chuyện cá nhân, nhưng chùa chiền hòa thượng xây ra mình phải hiểu. Hòa thượng ngày niệm Nam Mô Di Đà Phật không à, ngày quen vậy rồi nên mình phải hiểu. Hiểu một chút thì sống đặc biệt lắm. Nên người xưa người ta nói câu thông minh cũng chết mà ngu si cũng chết. Sống được là ngay chỗ nào biết người biết ta thì sống. Nên con của mình dạy cho nó ít gì nó cũng lăn lộn chút si, cho nó te tua nó đi, đừng cho người đời nó dạy nó. Như những đức là bị bỏ lăn lóc ngoài đời, bị quýnh đập chửi mắng giết mà khôn luôn. Nên những đức nói những đức đi tu mà thành công được một chút là nhờ bị chửi 3 năm. Mà bây giờ không biết bà sư phụ nó còn sống không, bả mà còn sống nó rước bây giờ nuôi nó luôn.
nhờ bà chữ 3 năm bây giờ hôm nay. Không rồi, càng tu bây giờ mới cảm ơn cái bà chữ 3 năm đó. Trời là trời, đúng là cái chữ 3 năm đó thấy ghê thiệt chứ, mà nói thiệt luôn. Ngày xưa mà qua 3 năm sau, 4 năm sau là không dặn bà nữa. Khi 29 tuổi đi tu, 1 năm sau biết ơn bà đừng chút nữa. 2 năm sau biết ơn thêm nữa. 10 năm sau biết ơn thêm nữa. Tới bây giờ cháu biết ơn cực điểm luôn. Mới thấy ra rằng cháu 3 năm ba chữ mình trở thành cao thủ. Bây giờ cái mặt như đứa nó chai như cái tấm thớt. Đụng chặn cảnh duyên không có giải quyết được những đức đâu trời. Nên những đức là người lì lắm, lì kinh khủng lắm. Tại vì chữ mà lì á, mà lì không phải lì tầm bậy. Những đức mà làm một cái gì rồi đố mà ai mà kích động những đức mà bỏ cuộc được, nó thiệt á. Như bản thân những đức mà niệm Phật đố ai mà kêu những đức đổi phương pháp được á, không bao giờ có. Giống như đức đi đến nơi nào khó gì khó, từ khi là không cho những đức làm thì thôi. Còn nếu mà đã cho những đức làm rồi, đem cái mạng ra để mà ký sổ với bạn luôn, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Lì dữ lắm. Chứ đừng có nói mà người ta chửi những đức vài câu mà ăn thua gì, không có đâu. Tại vì 3 năm những đức đi kiếm cơm ăn, là đầu tiên 3 năm lên thành phố là bị chửi nè. Gặp bà sư phụ nấu ăn bà chửi te tua luôn. Mà bà chửi không có chửi bình thường đâu. Ngoài đời mà đâu chửi bình thường đâu quý vị. Bà lôi ông bà tổ tiên rồi bà chửi. Bà chửi tá lả âm binh luôn á. Quý vị biết rằng đi vô phủ biết bà chùi nồi nghe. Thanh niên dưới quê lên mà chùi nồi chậm nó, dùng cái thứ chậm chạp tôi tán vô mặt bây giờ. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Xong trời ơi. Khi mà xào đồ ăn mà kiểu mà rau muống luộc sẵn quý vị. Rau muống luộc sẵn mà xào một chảo quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Luộc sẵn mà xào một chảo nó nặng dữ lắm. Trời ơi, xào mà xào một lần 12 thao cái nóc bự. Buổi sáng xào 12 thao. Rồi bắt làm phá lấu, làm ruột heo đồ này kia bắt làm. Kinh khủng luôn. Mà ban đầu lên thành phố làm lương tháng 600 ngàn. Làm kinh khủng luôn, còn bị chữ mình để như thế nào. Thằng nào mà kiên nhẫn nhất, đứa nào mà kiên nhẫn nhất, người ta sợ học được nghề. Người ta sợ lắm, sợ là học được cái nghề người ta sẽ bị thải ra, hiểu chưa? Nên người ta chữ mình te tu lắm quý vị ơi. Mà người ta đâu biết tu đâu, người ta đâu hiểu gì đâu quý vị. Đâu biết thương con người ta đâu. Con người ta thương lắm nghe, mà mình người ta chữ ghê lắm. Ôi ôi, mà càng chữ mình chừng nào thì trong lòng của mình thấy mình nói thôi cố gắng. Giờ lên thành phố thì mình đâu có học thức gì đâu. Mình lên đây mình kiếm cơm ăn, mà bây giờ mình bỏ đi đi đâu giờ? Không biết đâu đâu. Mà đi thì bỏ nhà đi nữa. Bây giờ mà quay về nhà không lẽ đi giác bao tiếp tục. Năm mà 16 tuổi giác bao quý vị. Nhưng giờ lưng tôm tôm luôn. Trời ơi trời, gạo mà nó tịnh gạo mà một bao 80 kg. Giác đi ởn sinh sống luôn. Còn gạo, còn lúa một ngày giác 14-15 tấn. Giác qua những cái cầu mà bắt ngang sông quý vị, bắt ngang cái ghe. Đi mà nhúng. Đi mà không quen, hồi xưa mới đi, nó nhúng, nó văng xuống sông mấy lần. Không giỡn đâu trời. Bây giờ còn nhỏ cái thứ gì cũng từng làm qua. Giác gạo công đoàn nhà máy hết 2 năm. Nó bị kiếm ăn đâu có giỡn đâu. Khổ quá, tính đi lên thành phố để thay đổi cuộc đời một chút. Lên thành phố gặp bà sư phụ bà chữ ác đạn. Trời ơi, mình nó nói chứ con người mình quý vị, nó vẫn bị tủi thân nha quý vị. Khi mà nhất là bưng chén cơm lên ăn. Quý vị nếu ai đã từng cái khổ bị chồng chữ, chồng đánh á, quý vị lúc mà bưng chén cơm ăn nó mới hồi ức lại quý vị. Bưng chén cơm ăn là trời ơi, nước mắt nó cứ nhiễu nhiễu chén cơm. Nhưng mà dưới cái tính của một con người mà mắt mẹ từ nhỏ nó tâm huyết nó kinh khủng lắm. Khi mà nước mắt mà nó nhiễu chén cơm mà múc chén cơm lên ăn á, lúc đó cái tính khí của con người nó nổi lên ghê lắm. Những đức nói rằng bà chờ xem. Bà chữ tôi đi. Bà năm nay 57 tuổi. Tôi mới có 18 tuổi. Bà chờ đi. 10 năm sau rồi bà sẽ thấy. Tôi cỡ nào cho bà biết. Vừa mà phát lên một cái tính khí đó đó quý vị, là con người nó kinh khủng lắm. Nó không có tầm thường nữa. Rồi lúc đó là trong lòng nói, tính trước là ngày nào cũng chữ đi. Chữ đi. Không mà hay lắm nghe quý vị. Khi mà những đức học Phật và những đức mới thấy ra. Thí dụ như người ta chữ mình mà mình nghĩ rằng bữa nay người ta không chữ mình là mình sẽ bị động. Mình hãy tính là ngày nay tại sao nó chưa chữ.
Phải tính như vậy đó. Đây nè, ngày nào cũng chữ, nhưng ngày nào cũng cố gắng để đừng chữ, nhưng mà ngày nào cũng chữ. Rồi cuối cùng như Đức ngồi suy nghĩ, bây giờ cố gắng cỡ nào cũng chữ, như vậy thì làm sao? À, đặt lên trong tâm mình, tại sao ngày nay không chữ đi, sáng mở hàng là chữ đi. Trời ơi, kinh khủng lắm. Trong lòng là sáng mở hàng là chữ trước đi. Liền đến mức con người đúng là kinh khủng thì sáng mở hàng, đầu tiên sáng xuống là chữ trước đi. Mà bà chữ dữ lắm. Sáng sớm thức dậy 4 giờ là trước nhất bà vô, là mình phải chuẩn bị tấm thớt, thao, nồi, chảo. Cái chảo nào để lên lò nào, cái thao nào về vị trí nào, cái đâu đũa nào cho bà gấp, vị trí nào, phụ bếp không có đơn giản đâu. Nên cái người muốn nấu ăn ngon là phải phụ bếp giỏi. Thì vị biết rằng chỉ cần mà để một đâu đũa sai cái thôi, bà cầm đâu đũa sai bà quất lên đầu, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi hết trời. Nên những đức nói rằng là sáng mở hàng, uống ly cà phê đầu tiên là chữ. Đó là cà phê của những đức đó quý vị. Trời ơi, không giỡn đâu quý vị. Kiếm cơm ăn không dễ đâu. Nên những đức nói tại sao có nhiều người vô chùa tu mà vì sao họ sung sướng vậy, mà họ lại không biết cảm giác, vì họ chưa từng khổ như những đức đã từng chịu khổ. Ngày xưa những đức lên trên tỉnh Thất Quan Âm, quý vị biết rằng từ ở dưới đường mà đi lên đến trên đó là cái khoảng gần một cây số của cái đường vòng cao quý vị. Vì nghĩ đơn giản hả? Vậy mà trời ơi, đẩy xe đá mà đẩy lên trên chùa. Còn khi mà không có nước uống, quý vị biết trên núi mà không có nước uống, những đức phải đi quằn trên núi voi kiếm nước, dẫn nước xuống. Con người ta nó được như ngày hôm nay, nó phải trả một cái giá cỡ nào chưa? Không giỡn đâu á. Đừng bao giờ mình nói cái sự thành công mà mình không chịu nói cái sự khó khăn. Nếu mà một cái quyển sách mà toàn là nói về sự thành công mà không nói về sự thất bại thì quý vị, quyển sách đó chưa cần thiết phải đọc đến đâu. Phải nói sự thất bại, sự khổ đau, thôi phải đi đến chỗ thành công. Cái nguyên lý như vậy nó mới có từng tự. Phải nhớ chính bản thân như đức nè, ngày xưa mới vô chùa tu nè, nên những đức nói mạnh dạn một câu: nếu quý vị muốn nuôi con và dạy con trở thành một người lãnh đạo về sau, con người lãnh đạo là tố chất gì quý vị biết không? Quan tâm cho người, bao dung cho người. Người lãnh đạo là người thương người. Quý vị chỉ cần có một cái hành động như vậy thôi, con quý vị là vị trí gì, đi đâu cũng là lãnh đạo hết, 100% luôn. Không phải là học vị cao, không phải là người quá thông minh đâu, mà một người bao dung, một con người có tâm lượng rộng lớn, quan tâm lo lắng cho người thì đi đến đâu cũng thu phục người khác hết. Chính bản thân những đức rõ ràng luôn, là những đức khi lên trên Đà Lạt tu, là những đức nói thiệt quý vị biết, quan tâm cho chúng từng chút từng chút. Lúc còn cư sĩ mới vô chùa phát tâm liền, bằng đêm 12 giờ khuya đi lũi vô mấy cái khu phòng của cụ ở, nhìn các cụ có nằm ngủ, trời ơi, nhìn cái cảnh tình mà ngày xưa mà cái khu 100 bà già yếu. Những đức nói thiệt chứ, bằng đêm những đức bước vô, những đức đứng, những đức nhìn gì nè, 12 giờ khuya đức đứng nhìn 100 bà già, một chỗ nằm bả là bị ngang được bao nhiêu chứ, các cụ già ở đây. Chỗ ở của mấy bà cụ ngày xưa trên đó là chỉ được có nửa mét thôi, chỉ được có 50cm thôi đó quý vị à. Chỗ ở nằm như vậy đó, tại vì quá đông rồi, đất chỉ có một mẫu, chưa được mẫu rưỡi. Như vậy mà ở 1.500 người, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Giường của các cụ là giường bằng hết, và nằm được chỉ nửa thước. 100 bà già khu yếu nằm, bởi vì nuôi người mà không quan tâm, không nhìn thì không biết được gì đâu quý vị. Chính bản thân những đức 12 giờ khuya đi vô coi nè, nhìn thấy, tại vì những đức nhặn què hoặc rồi xí cầu que rồi bách trợn gì tùm lum tùm la, nằm bằng đêm ngủ quý vị. Trời ơi, bà quay qua gì, có nhiều bà kiểu như hung dữ mà còn biết á, còn nhiều bà thì kiểu mà bách trợn tay chân quơ quơ vô người bà đó. Bà quay lại, bà lấy tay bà tán vô mặt, bóp quýnh rồi dò đưa qua cái ngắt, mà kiểu như già yếu hết biết gì, quýnh chỉ có đau thôi chứ không biết kêu làm sao đó chứ. Mà đây là chính mắt nhìn thấy rõ ràng, đứng để coi luôn. Mình nói trong bụng, trời là trời, đây là cha mẹ của ai mà bây giờ nằm đây trời, đã từng sanh con mà nuôi con khôn lớn, mà cái cảnh tình mà nằm như vậy quý vị. Có nhiều đứa con 1 năm chờ mới vô thăm lần, có khi mà chết rồi điện thoại báo cho biết, nói rằng bữa đi thiêu chúng con đến,
Trời ơi, nuôi người già là cái vai trò, cái việc gì những đứa cũng đã từng gặp qua chứ. Gặp qua hết trơn. Còn có những đứa mà trời ơi, lo xong rồi nó lớn nó chửi mình một chập. Nó nói tại sao ba mẹ tôi chết. Những đứa nói mày cũng chết nữa chứ đừng nói cho bà mẹ mày. Gặp những đứa cũng cái mặt hung dữ quý vị. Nó tưởng đâu là ông thầy dễ bị ăn hiếp á. Tưởng nó dễ bị ăn hiếp á. Trời nuôi xong nghe. Mà có khi mà bắt tử tuổi già mà chết á. Lợ nó hỏi gì sao nuôi ba mẹ tôi chết. Nhưng Đức nói mày cũng chết thế chứ đừng có nói gì ba mẹ mày. Thứ mày vô duyên, muốn chết thì chết chứ tự mày hỏi tao. Không lẽ tao mai mốt chết, không lẽ bây giờ người nhà tôi đến hỏi trong chùa tại sao ông thầy Đức không chết. Vô duyên, thấy chưa. Nó hỏi những câu mà kỳ cục. Rồi những cái việc làm ở trong chùa mà nói mà nói thật sự mà nói nuôi xong khi đi chửi cho một chập. Ừ, khi bước ra tới chùa chửi một chập. Chửi xong vài bữa lết bánh đi vô lại. Năn nỉ. Thì bây giờ quý vị đã nuôi rồi, không lẽ quý vị như cái người đời. Thấy không? Ừ, vô đi. Thấy chưa? Trường hợp gặp hết trơn. Nên cái bài học của Như Đức học là học gì quý vị không? Đời đạo, cuộc xác thực với con người. Nên cuộc đời con người chúng ta thật sự mà nói với quý vị chứ, hiểu rồi là cố gắng tu liền. Không có bao giờ mà nói cái chuyện mà tôi bận mà tôi bỏ tu chứ. Rồi thọ mạng bị đến, quý vị nói với vua Diêm Vương con bận quá con chưa đi. Ngu đầu mã diện đầu trâu mặt ngựa nói cho quý vị thời gian không có đâu. Thọ mạng đến gọi là đòi canh ba thì không lưu để được canh tư. Quý vị đừng bao giờ bây giờ nói tôi bận quá tôi không có thời gian tu. Rồi quý vị cứ lo cái chuyện đời này đi, quý vị lo tới già gần chết lo cũng không xong. Trời ơi, có nhiều bà già kìa. Xong đâu. Bây giờ có nhiều người ngồi đây chúng ta tới già rồi mà chưa xong kìa. Có nhiều bà già gặp Nhân Đức mà 75, 80 tuổi mới nói vậy nè. Thầy, thầy con muốn vô chùa tu lắm thầy. Nhưng mà bây giờ con còn bận lắm, con chưa vô được. Để từ từ. Nhân Đức nói năm nay bà nhiêu tuổi à? Dạ mới 75. Nhân Đức nói bà cố gắng đi 100 vô luôn. Đẩy bà ăn câu luôn chứ sao bây giờ. Bà cố gắng đi 100 hay vô. Nên hôm qua có một cái chú này đến gặp Như Đức nói thầy, thầy con nghe thầy giảng con mê quá, con quyết định về con thôi vợ con vô tu được không thầy. Nói cha vô gì quá. Nếu Phật Pháp mà kêu ta thôi vợ chồng ta đi tu thì cái chuyện này chắc Phật Pháp bị diệt vong, không có quốc gia nào mà tiếp nhận Phật Pháp, hiểu chưa. Phật Pháp là dạy con người ta sống hạnh phúc, đã là vợ chồng thì phải sống hạnh phúc chứ sao mà ông nghe mê mà ông mê kỳ cục rồi. Ông là bị đê rồi mê kỳ cục. Hiểu chưa? Hỏi là trời nghe mê mà cuối cùng tưởng đâu cái câu sau nói câu gì hay hay. Nghe thầy giảng mê quá mà về con thôi vợ con vô chùa tu. Bây giờ rồi xong như đứa hỏi ông có mấy đứa con, là dạ có ba đứa. Nói trời ơi, có ba đứa mà ông tạo ra tại sao ông nuôi. Bây giờ ông thôi vợ ông rồi sao? Nói con kêu nó lo cho con để nó hy sinh đi. Để cho con đi tu, để con thành đạo đi, rồi con trở lại con độ nó. Tại tao là tao. Thôi, ông là ông. Chờ ông thành đạo mới tới chừng đạo có thành đạo. Gia Du Đà La còn có thể chịu đựng được Thế Tử Tất Đạt Đa là một con người đặc biệt quá. Nên người ta có thể mà người ta hy sinh để cho chồng người ta đi tu để thành Phật. Còn ông, tôi thấy cái mồi ông không biết thành cái gì. Mà nói là cho ông đi tu để mà gọi là ông thành đạo, ông quay lại ông độ. Thôi. Mệt quá, mấy bà đừng có khờ nghe. Đừng có bị dụ mà cuối cùng ôm xô nghe chưa. Hiểu không? Không có chịu. Nói bây giờ tôi với anh tạo ra tôi, anh phải lo mấy cục nợ này. Tu thì tu ở nhà. Tôi không có dạy gì tôi cho đi đâu. Muốn chạy trốn phải không? Đi vô chùa tôi cũng nắm cổ ra nữa. Hiểu chưa? Nó phải như vậy. Phật Pháp là dạy hạnh phúc. Đã tạo ra vui thì cùng vui, thì khổ bây giờ cùng lo. Chứ không thể nào mà vui thì cùng vui mà bây giờ khổ để cho mình ta chịu. Chứ vậy hèn lắm. Hiểu chưa? Nên mấy ông nhớ nghe chứ mấy bà cũng vậy đó. Chứ đừng có nói mà khổ chồng gì cái này kia. Cái là nói để thôi chồng đi vô nuôi người già. Không có đâu. Ở nhà nuôi chồng nuôi con đi. Từ khi nó bỏ. Từ khi nó quyết định nó bỏ. Nó nói tôi không cần em. Chia tay. Ly dị. Ký tên. Đàng hoàng đâu vào đó hết trơn. Thì lúc đó tính sao?
nó bỏ mình, quyết định nó bỏ mình này thì hết nợ rồi, hiểu không? Còn bây giờ nó còn dở dở ương ương chưa đâu nghe, nợ thì chưa có xong, nên phải cố gắng nghe lời ở nhà tu. Ôi ôi, ở nhà mà còn giải đãi mà vô chùa mà tinh tấn sao được, không dễ đâu. Trong chùa nhìn vậy chứ không có dễ đâu trời. Lâu lâu vô ở tu 5 ngày 10 ngày thì ngon lắm, nhưng mà thử vô ở luôn đi rồi biết. Người ta trong chùa là dạng cao thủ không đó, chứ không phải dân tầm thường đâu. Quý vị nói nghe, tôi nói với quý vị biết nghe, đừng có bao giờ mà những người mà sùng sồn đồ mà vô chùa ở một tuần hai tuần nghe thấy tôi nói chuyện vui á, thấy tôi nói chuyện vậy tưởng đâu mê lắm, ngon lắm. Vô ở luôn đi rồi sẽ biết cái hành động của tôi đối xử với quý vị như thế nào. Tôi nói trước cho mà biết á, nên đã quyết định vô thì đừng bao giờ nói hai chữ lầm tôi, nghe chưa? Đừng nói hai chữ con lầm thầy, đừng bao giờ nói gì. Tôi nói trước từ đầu rồi đó, tôi không phải là người dễ tính đâu, thấy không? Tôi đã bị nhiều người chửi thì tôi cũng biết chửi người lắm á. Đừng có nói chuyện giỡn dơ kìa, tôi chửi người cũng kinh khủng luôn, chửi số 1 luôn á, thấy không? Còn hơn là B52 bắn nữa. Nhiều cô sống với những đức mà nó chịu te tua tả tơ luôn, thương là thương, giúp là giúp, vui là vui vậy đó. Nhưng mà trở mặt cấp kỳ, con người nhà Đức mau trở mặt lắm nghe. Trở mặt vì cái gì? Mất lòng tin. Khi mà gọi là đến với những Đức mà mất lòng tin là những Đức trở mặt mau dữ lắm. Ừ, với những Đức xử lý người là cái rẹt rồi, không có nói dòng do gì đâu, không có nói hai chữ tình cảm nằm trong đó. Còn nếu mà cái nhiệt tình hết lòng với nhau, cùng chí hướng là trời ơi sao cũng được chứ á, bỏ mạng cũng được nè. Nhưng mà chỉ cần mất lòng tin một phát thôi là tiêu liền đó. Người như Đức là có cái khó là ngay chỗ đó đó. Sống chung với những Đức như mấy cô mình, mà những Đức nói như tôi dạy hết mình, tôi nói rõ ràng rồi đó. Nhưng mà cô nào mà chỉ cần mà khờ dại ngu si, bị người ta gạt gì là không phải thương đâu, mà tôi sẽ vứt luôn, đẩy luôn, chứ đừng có nói mà giữ lại, thấy không? Thà mà nói trước nó dễ, quý vị, nó đặc biệt hơn. Cái gì mà nói trước đi. Nên có nhiều người ta về chùa, ta tưởng đâu ngày chủ nhật đồ nói chuyện vui, chỗ thầy dễ thương gì đâu. Chưa chắc, chưa chắc, ở luôn đi rồi biết à. Luôn đi rồi biết, tôi dằn dặt cho mà biết, đừng có nói chuyện dẫn chơ. Mà khi mà vô công việc, tôi sắp xếp công việc là vô đó làm rồi đi, rồi bắt đầu mà làm mà tôi lỡ tôi coi mà thấy không được tôi kênh liền á. Nó ủa thầy ngày xưa quen mà. Quen gì, tôi chùa tôi ở tù trụ rồi là giống hệt mọi người, mà nó quen biết gì trong đây chứ, nghe không chưa? Nó nên từ nó cộng tu vô khách sáo đó, tại vì người ta khách đến nhà mình khách sáo một chút, nhưng mà thử đến nhà ở lâu đi không khách sáo nữa đâu. Không ai đâu mà khách sáo hoài cho nó mệt. Ừ, không, con người như Đức được con cái là rất thẳng thắn, quý vị, rất thẳng tính luôn. À, tại vì sao? Vì con người nó từ nhỏ nó đã có tư tưởng bản lãnh, quý vị. Con người nó có gì không phải là kiêu ngạo ngã mạn gì quá đáng, nhưng mà nó phải vậy thôi à, chứ mình không có du di tà bậy được, hiểu không? Ví dụ đi đến chùa là phải quy tắc, phải giữ quy tắc cho người ta đàng hoàng, đúng rồi. Người ta đâu có kêu mình đưa tiền gì cho người ta, nhưng mà quy tắc là đúng. Còn những Đức kêu bị cúng dường là vì tạo phước thôi, chứ những Đức có kêu mình đưa những Đức ăn uống gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó cái việc mà những Đức nói chuyện đây nó vừa về nhân sinh mà nó vừa áp dụng vào cuộc sống. Và để cho quý vị học được cái việc mà cái gì nói thẳng từ đầu đi, đừng có nói ngon quá mà vô mình làm không ngon người ta nói mình. Đây cũng là một bài học mà ngày xưa những Đức đã từng học với quý vị. À, cái gì cũng ngon, 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 ngon lắm Hồng. Chúng ta có cái gì chúng ta cũng thẳng thắn một chút xíu đi, để khi mà người ta đừng có dùng những cái chữ lầm lạc đối với mình, hiểu không? Nó nên tại sao trong chùa mình mà ai sống cũng vui? Tại vì người ta được rèn luyện, được rèn luyện. Còn hàng Phật tử mà về chùa mình cũng được rèn luyện á. Quý vị hiểu hết trơn à. Khi mà quyết định vô tu là người được dữ lắm, quyết định vô. Như chùa mình Tết năm nay có một cái chú, ổng cũng chắc cũng vợ bỏ vợ chê, đẹp trai mà vợ bỏ vợ chê nghe. Ổng nói rằng thầy ơi, con thì thầy thấy đẹp trai vậy nhưng thiếu phước thầy à, làm ăn cái gì cũng không được. Vợ con nó nói rằng thứ đàn ông vô dụng, làm cái gì cũng thất bại. Thằng tèo xóm trên nó làm ăn được tí ghê, còn ông cao ráo đẹp trai mà làm cái gì cũng thất bại. Người ta thì bán tỏi đắt thế ghê, tôi mua cái xe đẩy cho ông bán tỏi thì bán ế.
cái số đi tu thì sao quý vị? Vợ nó phế, ghê thiệt chứ. Nó cuối cùng ông nói thôi, nó quyết định nó bỏ con thầy à. Mà có một đứa con, nó nói để nó nuôi luôn cho. Ông đi đi, bây giờ con quyết định con đi tu. Giờ con thấy con đường tu này cũng được, con quyết định tu thầy à. Thầy cho con ở chùa tu. Những đức nói à được, nó bỏ rồi, giờ vô đi tu. Sắp ông qua bệnh nuôi mấy ông già à, quyết định đi tu. Thấy không? Vậy thì được đó, thấy không? Đó, vậy thì được. Nó quyết định bỏ rồi. Mà đàn ông mà bị vợ đuổi thế tội nghiệp với anh ta. Mà vợ mà sao nó đuổi được chồng hay vậy ta? Không, Nhân Đức nói gì nói chứ. Nếu Nhân Đức không đi tu cũng không có con vợ nào mà dám đuổi Nhân Đức đâu. Bảo đảm 100% không bao giờ dám đuổi Nhân Đức. Nhân Đức đuổi họ là đuổi chứ họ không dám đuổi Nhân Đức. Chắc chắn luôn. Sao mà bị vợ đuổi được? Hiểu không? Mình đàn ông nó phải có bản lãnh gì chứ. Đàn ông mà bị vợ đuổi là thua. Hiểu không? Yếu quá mà. Nên Nhân Đức nói ông phải rèn tới mấy phá nó mới được. Chứ vợ đuổi là yếu đuối lắm. Con đường tu này mà yếu yếu là vô là bứt văng ra liền, không nói dòng do. Mình phải mạnh mẽ, phải chọn một phương cho chuẩn. Đã chọn một người đi theo và theo tới cung luôn. Hiểu chưa? Nên người ta nói là chim khôn lựa cành mà đậu. Lựa cái cành chắc chắc mà đậu. Ai mượn lựa cành mục chi? Đấy không? Lựa cành chắc mà đậu, đi tu cũng vậy, phải nhìn được một phương hướng. Đấy không? Một là gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa, đi tu nghe. Thiên thờ địa lợi nhân hòa. Là nhân là con người ở đó hòa. Thiên là cái cảnh giới sống ở đó đó. Thiên thờ là cái hoàn cảnh đó bình yên. Nhân là con người hòa thuận. Thiên thờ địa lợi, dùng đất đó phù hợp tốt đẹp. Nhân hòa thù thắng. Nên từ nơi đó nhìn được con người đứng ở vị trí đó. Nhiều yếu tố. Một, còn trẻ, khỏe, có tư tưởng. Hai là thu phục được nhân tâm con người. Theo những con người vậy thì đặc biệt. Còn nếu như bây giờ con người này rất là có phúc đức, nhưng mà họ quá già, vì cái thời gian mình vô mình học đạo với họ, nó sẽ ngắn lại thời gian. Và khi họ chết đi mà chưa có nhân sự cao thủ đứng lên, thì chúng ta theo họ có khi chúng ta gãy gánh giữa chừng à. Cái này là cái kinh nghiệm nè. Hiểu không? Đó, đó, như vậy đó. Nên nhìn cái bề thế là phải nhìn ra là gọn và quy nhất thành một. Thì cái nơi đó mình vô ở nó yên. Như chùa mình bị vô ở nó yên là vì sao vậy biết không? Vì cái nơi nó có quy tắc. Dù ở đây nó cũng có quy tắc, những đức mà chỉ chạy qua một cái gì không quy tắc là những đức xử lý liền, thấy không? Còn trên là hòa thượng đức cao vọng trọng nhiều năm, dưới là kế mình thì quyết chí làm việc rõ ràng, nên nội bộ rõ ràng, không ai dám ăn hiếp ai bậy bạ. Giỏi lắm chỉ có là ở phía sau tùy tiện chút, chứ ngoài ra cái chuyện ăn hiếp là không bao giờ dám, thấy không? Và thêm cái nữa là những đức không bao giờ cái chuyện nghe lời tầm bậy, không có bao giờ nghe lời tầm bậy. Nhất là những đức nói nữ bên cạnh những đức mà nói mà châm thọt là những đức không có nghe, mà những đức còn chữ. Nên mình là người đàn ông mà chỉ cần nghe người nữ nói vài câu ngọt ngọt mình nghe là mình thất bại chứ. Thí dụ như bây giờ một người đàn ông quản chùa mà người đàn ông này rất nhiều người nữ đi theo mà họ nói cái gì người này cũng nghe, là mình vô đó mình khổ lắm. Vì cái người này dễ nghe lời người ta quá, mình khổ. Làm sao mà người đàn ông này phải có cái chí sáng, nhìn nhận được, nói cái gì không được nghe tầm bậy, vậy thì nó mới thành công. Nên cái buổi đi qua đây nói chuyện là quý vị biết vì sao mà nói những điều này nhiều không? Vì tổ chức mới. Hiểu chưa? Cái tổ chức mới. Rồi cái đề học là có phúc thì có phước. Là vì sao? Vì nơi này là nơi mới. Nơi mới là đây nè, nó mới dễ tạo phúc. Vì nói lên như vậy thì khắp nơi nơi người ta nhìn cái nơi này, người ta mới cúng dường chùa chiền xây dựng này kia, thì tự nhiên chùa này nó đã phát triển như vậy, thì những người ở phương xa người ta cúng dường, người ta nhìn thấy người ta cũng phát tâm vui vẻ hoan hỷ. Khi mà người ta thấy cái đồng tiền người ta bỏ ra mà mới đây nó hình thành ngôi chùa rồi, bây giờ lại nhiều người tu gì, thì cái tâm cúng của người ta sanh tâm hoan hỷ đó. Hiểu không? Nó qua đây mà tại sao Như Đức nói những điều này nó nhiều gì vậy? Nó mới quá. Để cho nhân sự mà người ta muốn ở đây tu luôn, các cụ già rồi muốn gì để ở á, là biết cái quy tắc ở đây sống sao sao. Nó rất rõ ràng. Riêng chùa mình là quý vị biết rằng là, một là một mình Như Đức chia sẻ Phật pháp, hai là đúng một điều niệm Phật, phương pháp tu chuẩn luôn. Vô đây ai ở đâu tu làm sao không biết, nhưng vô đây là phải.
giống hệt. Không có nói cái chuyện mà vô đây mà lãng quạng vô đây mà muốn làm gì làm. Giống như bên kia bữa đó có hai người, những đức tổ chức sinh hoạt, mà họ ra đài Quan Âm, họ lại Quan Âm á nha. Họ ra họ bắt cái điệu lại Quan Âm, họ lên họ lại đó. Những đức ra, những đức nói mời quý vị đi về nhà lại. Vì sao? Giờ tôi đâu có lại Quan Âm thì quý vị không được lại. Làm ngược lại vấn đề, bước qua bên kia gặp một ông ngồi thiền. Ngồi thiền mà có miếng vải buộc ngang cái đầu. Xong những đức bước ra, những đức nói ông làm gì ngồi đây? Ngồi đây làm gì? Bắt mũi hả? Nó dạ con ngồi thiền định chút xíu. Những đức nói ông về nhà ông ngồi thiền. Chùa này chuyên niệm Phật, lễ Phật. Vớt một phát một giọt hết luôn. Thấy chưa? Vì sao chùa mình mà ổn định được gì mày biết không? Ta quy nhất được, thấy chưa? Quý vị biết rằng có nhiều nơi người ta cái gì hay người ta cũng gom về, gặp ai giảng pháp cũng đem gì giảng. Do gì không có giảng sư ở chùa. Còn chùa mình ở đây là nó giảng cư luôn đó, giảng sư. Mà vì sao mà tôi nói giảng sư? Giảng sư là đi chỗ này chỗ kia giảng. Còn tôi giảng cư là sao? Giảng cư là tôi ở một nơi. Wow, cái gì cũng có lý của đó chứ giỡn đâu. Tôi cư là nhà tôi ở một nơi chùa, tôi giảng hoài vậy đó. Ai đến đây thì nghe, không đến thôi. Nên tôi là giảng cư. Hiểu không? Đó, nên đó, quý vị đi giảng chỗ này đầu kia thì cái duyên của quý vị thôi. Tôi giảng chỗ à, giảng ở chùa hoài vậy đó. Ngày nào cũng lôi bà già ra giảng hoài. Nhưng đức bà lên được ngày hôm nay là nhờ mấy bà già đó. Bây giờ mấy bà già bà ngồi đó, nhiều bà già bà gờ đâu biết vậy đâu. Lôi bà ra, ngày nào mình cũng lôi bà già. Trời ơi, giảng viết bà lên luôn. Cái kiểu như Văn Ôn Võ Liệt. Lôi bà già ra giảng với thành cao thủ luôn. Giờ viết cái môn gì giảng cũng được. Giảng quá trời giảng luôn đúng không? Nó mà viết mà tao ào ào tao viết. Bởi vì đúng là cuộc đời như đức cảm ơn mấy bà già thấy ghê. Cảm ơn mấy bà già chứ dễ mà hàng trí thức đang ngồi cho mình giảng trợ là trợ. Vì mà mấy bà già mới ngồi nghe. Ờ, bà ngồi đó. Mình nói tá lả ở bên ngày nào bà cũng ngồi. Vậy mà viết rồi lên luôn quá trời. Mình đúng là giảng cư thì đây. Ở đây văn tự mới, ghê thiệt, giảng cư. Đúng rồi, giảng cư. Cả đời quý vị nhớ nghe, gặp những đức quý vị kêu ông giảng cư nghe. Ở chùa mình đã giảng không dám đi đâu hết trơn á. Không, cả đời của những đức không bao giờ những đức có cái nguyện mà đi đâu mà giảng hết. Ở chùa không à. Nên quý vị thích là ở đây. Chùa rộng tên an là ở đây ở. Rồi chủ nhật rồi đến cộng tu là ở đây. Hiểu không? Không mai mốt là chắc là năm nay chắc thứ bảy mỗi tuần chắc mình cộng tu ở đây đó quý vị. Hiểu không? Ừ. Mở ra thêm chỗ nó đi. Trời ơi, mở chỗ nó ngon. Những đức xin hòa thượng, những đức nói hòa thượng ơi, dí Quan Âm hòa thượng cho con mượn cái chánh điện Vạn Phật cho con giảng cho Phật tử nó vô người ta ngồi. Người ta nghe tại cái chánh điện Vạn Phật của hòa thượng đẹp quá. Xung quanh toàn là Phật vàng 24 không à. Cho người ta vô đó người ta hưởng được mùi vàng chứ. Nói vui vui vậy vậy. Hòa thượng nói ừ, được. Thấy không? Tại vì chánh điện xây đẹp quá. Mình phải vô mình tu rồi mình giảng pháp rồi cho nó quay phong. Lẫm liệt chút xíu quý vị thấy không? Nó bây giờ thì các anh em bây giờ ở đây ta cũng thương những đức lắm. Anh em huynh đệ em chùa mình giờ ở đây đồ đại ông Lâm ta thương những đức lắm. Tại vì ngày xưa mới qua anh em chưa hiểu nhau. Với cái tính những đức nhìn cái mặt thấy ghét. Mới gặp thấy ghét lắm, nói chuyện xạo xạo á. Ta ghét nhưng mà ta sống gần với ta thấy này sống lâu với nó cũng thấy thương. Thấy không? Viết ta thương quý vị. Nó làm thiệt nên viết giờ anh em ta thương lắm. Nó bây giờ qua đây giờ viết cũng gần gũi thoải mái lắm quý vị. Nó nên nói cho Phật tử yên tâm. Là đây bây giờ anh em nhau hòa thuận lắm. Anh em bên đây rồi giờ gặp nhau nói chuyện thôi. Giờ mấy ông làm được thì chúng tôi mừng à. Em út mà làm được thì anh mừng. Nó, à, em cảm ơn anh đó. Thấy không? Anh em hòa thuận là ngon. Trời ơi, anh em hòa thuận là nhà có phúc quý vị ơi. Những đức nói giờ hòa thuận như cha mẹ. Anh em mình phải hòa thuận. Cơ ngơi hòa thuận lớn gì. Anh em mình phải cùng chung tay để mà xây dựng cho tốt. Anh em mình mà chung tay gì thì ai mà lấy được của mình. Của cải này là của anh em ta. Cái gì đâu. Đó bây giờ cha mẹ già để của cải lại. Anh em cùng kết hợp. Để mà mình coi của cải cho tốt.
Rồi riêng những đức để như đức nuôi người già chưa? Đức nuôi người chưa? Chùa hư như đức sửa chưa? Hiểu không? Chùa hư sửa. À, rồi con người thì những đức nuôi, những đức lo hết chưa? Quan tài như đức chuẩn bị. Không mấy cái này cho đức khoái làm lắm kìa. Hiểu không? Dạo khoát tôi làm. Những mấy cái việc này tôi làm hết chưa? À, còn thí dụ như là mấy cái việc khác đồ á, như thùng tam bảo đồ thôi mấy anh quản lý giùm. Tại vì tôi mà thùng tam bảo mà tôi quản lý cái chừng tôi giảng pháp không được. Mấy anh này có cái việc của mấy anh, đúng không? Nhân sự bên ngoài đồ, mấy anh lo. Đúng không? Ta hay lắm mấy vị, mình lo nhân sự nội bộ này kia, chùa chiền hư mình sửa. Anh em tự nhiên chung tay với nhau vậy nó hay lắm mấy vị. Còn bây giờ mà kêu những đức mà nói mà dính vô thùng tam bảo nó kẹt. Thật sự mà nói dính vô thùng tam bảo ai cũng hỏi mình. Ai gặp mình cũng hỏi chứ hết giảng pháp. Nên đem cái khó này đưa mấy anh. Ôi trời, bao nhiêu năm nay Hòa Thượng ngày hộ trì những đức, quý vị nghĩ bây giờ những đức mới thấy. Càng cảm ơn Hòa Thượng, ngày xưa mình mới xuống mình nói thùng tam bảo giao tháng nào cũng đưa hết chứ, để cho mình thùng nào chứ. Sau này càng ngày càng hiểu trời trời. Thì ra Hòa Thượng hộ trì mình quý vị ơi. Nếu mà thùng tam bảo này mà những đức cầm chìa phá đó, ai cũng hỏi mình nhưng viết hết giảng pháp. Nên Hòa Thượng ngày hộ trì mình thùng tam bảo tao lấy không à, chứ nó có lấy cắt nào đâu mà tụi bay hỏi nó. Thấy chưa? Trời ơi, mình thấy đặc biệt cái ghê. Bởi vì từ đây về sau mình thùng tam bảo cứ mấy anh em quản lý đi, còn riêng mình để chúng mình nuôi cho. Vậy là được rồi, anh em kết hợp nhau quý vị. Tự nhiên chùa chiền mà anh em Hòa Thượng nó vui cỡ nào trời trời. Thật sự mà nói đi, tự nhiên gặp nhau là vui, gặp nhau cười một cái. Thích gì đâu, chứ còn nếu mà không thuận gặp nhau. Hoặc là quý vị coi cái cuộc đời nó khổ mà khi mà mình mà không thuận nhau đó quý vị. Tự nhiên mình thấy cái người nào đi đường đó phước phớt, mình đi đường này mình quẹo đường kia. Cái sống vậy nó mắc phước lắm. Thí dụ như mình gặp nhau mà đường đó mình đi xiết lại. Xiết lại là mừng á. Thí dụ như quý vị gặp như thế quý vị có tránh không? Không. Hiểu không? Trời ơi, người ta gặp mình mà ta không tránh mới có phước. Chứ người ta gặp mình mà ta tránh đường khác là vô phước. Thấy không? Nên bây giờ mình gặp nhau mình lủi thẳng nha. Lủi lại nha. Lủi lại. Hiểu chưa? Ôi ô, nó sống gì nó tình cảm biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ quý vị ngồi đây đau chân một chút. Nhưng mà cái tình cảm con người mình đến với nhau nó quá nhiệt tình. Rồi bây giờ mình sùng sồn gì mai mốt mình cũng già. Dù chị Thư rồi mai mốt chị cũng già. Bây giờ còn trẻ nhưng mà mai mốt cũng già. Già rồi mình vô đây. Mình tuổi già hữu hỷ bên nhau. Đúng không? Già mới hữu hỷ được nghe. Chứ bây giờ sùng sồn hữu hỷ không được đâu. Nên từ nơi đó. Nên bây giờ bởi vì mấy cái cô mà sùng sồn vô đây tu, mấy cô thấy không? Bao nhiêu năm biết nhau, có bao giờ mà ngồi bên nhau hữu hỷ đâu chị Mai. Trời là trời. Không bao giờ nghe. Vô chùa là lo tu nghe pháp, niệm Phật lễ Phật không à. Không bao giờ mà ngồi chung với Phật tử mà sùng sồn bằng mình mà ngồi chơi với nhau. Hoặc đi uống cà phê đồ, hoặc đi du lịch chơi đồ, không có nghe. Không có á. Nó chỉ là nghe pháp rồi đi về nhà. Nên mấy ông mà có vợ đi tới đây tu là yên tâm. Vợ mấy ông vô đây tu á, thêm thịt chứ không mắc miếng thịt nào đâu, đừng có sợ. Không, những đức nói cho quý vị biết chứ, những đức mà nuôi vợ của mấy ông ở ngoài đời là nuôi mập. Không bao giờ mà ốm miếng thịt luôn. Mấy ông nuôi còn ốm chứ tôi nuôi là mập. Thấy không? Tại mấy bà khỏe quá. Không bắt làm động móng tay nữa mà. Lấy vật chút đỉnh. Hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó mà tại sao mà người ta mà người ta vô người ta tu đồ này kia là tự nhiên người ta thấy vui yên tâm lắm. Tại sao quý vị? Vì người ta thấy nó an được là ngay cái chỗ là tất cả những ông đàn ông mà vợ vô đây tu ít ông nào mà nói này nói kia. Vì mình phiên vợ người ta hạnh phúc với người ta. Chứ mình không có kêu người ta bỏ nhà bỏ cửa đi tu cho. Những đức kỵ nhất là cái chỗ nghe. Nghe nói bán nhà bán đất mà vô chùa. Sợ vô này. Tại vì phải hiểu cho thông suốt nghe chợ. Biết rằng nhìn thấu là hay. Nhưng mà nhìn thấu chưa? Chưa nhìn thấu đây rồi mang tiếng mang tai chết. Hiểu không? Phật pháp là nó áp dụng cho mỗi gia đình, mỗi một con người. Chứ đâu có phải là ai cũng đi vô chùa hết đâu chợ. Chừng nào mình hoàn toàn mình đủ duyên dữ lắm mình mới đi vô chùa. Hoặc là cuộc đời của mình ở ngoài đời mình không làm ăn được một cái gì hết chứ. Thì cái duyên mình ở trong chùa mình mới vô chùa thôi. Chứ ngoài ra mà mình nói rằng bây giờ mà bán nhà bán đất, bỏ hết gia đình đi vô đây, coi chừng mình xảy ra vấn đề. Vô đây mình tu không được, mình về nhà một cái là người ta cười chế mình chết.
còn mấy bà già thì được, không phải sao. Còn người mà người ta không có việc gì, người ta vô để cùng nuôi người già với mình thì được. Đó là những việc những Đức nói cho quý vị nghe, để cho cái ngôi chùa mới này khi nhận người là toàn là những người hiểu biết và phát tâm để về đây ở. Nên cái chỗ mà chúng ta dạy cho con cháu mình tu phước rất là đặc biệt. Vì khi con cháu mình biết tu phước, biết thương người thì tức khắc con cháu mình sẽ có phúc. Tết nhất là chúng ta thường ghi những chữ phước lộc thọ. Nhưng nếu chỉ có những cái câu văn đó thôi thì nó chưa đủ. Nó phải tạo phúc thật sự thì nó mới có phước, có lộc, có thọ. Nên mình muốn có phước lộc thọ mà mình lại đi sát sanh hại vật, mình đi hại người, rồi mình đi chiếm hữu của cải người khác, ganh ghét, hơn thua, đấu đá, tranh giành, ích kỷ nhỏ mọn, mình mang một cái tâm vậy làm sao mà mình có được phước báo. Nên mỗi một con người chúng ta mà mình muốn có phước lộc thọ thì nhất định phải tu phúc. Và cái phúc lớn nhất đó là biết niệm Phật. Nhớ. Nếu như người người mà biết niệm Phật, người người mà biết ăn chay phóng sanh thì cái kiếp nạn nhân sinh này nhất định quá dài, chắc chắn. Nhưng mà cái lượng người mà để niệm Phật ăn chay phóng sanh nó quá ít quý vị à. Quý vị nhìn cái số lượng người này khi quay phim lên quý vị thấy, ồ trời, công nhận ngôi chùa gì mà đông người tu dữ vậy ta, ngồi kín mít hết chứ. Nhưng quý vị biết rằng là bao nhiêu tỉnh thành mới có thể tập trung cái số lượng người gì, ít lắm rồi đó quý vị ơi, ít lắm. Nên cái người mà khi mà phát tâm niệm Phật ăn chay phóng sanh mà kiên nhẫn đi đúng một phương hướng, chuyên niệm Phật tinh tới cùng luôn, thì nếu như một người mà làm được như vậy thì quý vị biết rằng là cái phúc này lớn dữ lắm. Cái nạn đến với mình có lớn cỡ nào nó cũng qua. Tại vì cái nạn mà đến với chúng ta là nhờ cái phúc nó che chở. Nếu nó không có cái phúc thì nó không bao giờ nó che chở được đâu. Nếu như mình không có phúc là nạn đến với mình chịu lãnh đủ luôn á. Thí dụ như bây giờ trong một cái đoàn thể lớn đi, mà nhiều người người ta nghiệp nó rất nặng, quý vị phải có phúc báo dữ lắm quý vị mới chịu đựng được. Khi mình mà chịu đựng được thì mình cũng lên bờ xuống ruộng, nhưng mà mỗi cái nó đều qua được hết chứ. Tại nhờ cái phúc, nên cái phúc nó che chở cái nạn ta. Cái phúc giống như một chiếc thuyền lớn vậy đó. Chúng ta muốn qua bên bờ bên kia là nhất định phải nhờ chiếc thuyền. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này tạo phúc là việc cực kỳ quan trọng. Tết đâu phải chỉ có chúc mấy câu vạn sự kiết tường như ý, bằng ăn phát đạt, rồi chúc năm mới vui vẻ. Chỉ có vài câu chúc thì chưa đủ đâu. Chúng ta ngoài đời quý vị thấy rằng là bao nhiêu câu chúc đó luôn. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời chúng ta quý vị thấy nó có cái gì đặc biệt gì mấy đâu. Khổ đa phần là nhiều. Ngày xưa ngoài đời Tết năm nào cũng ước mong, ước mong năm nay Tết xong rồi tới qua Tết làm ăn khấm khá một chút. Nhưng mà thấy qua Tết xong chưa thấy khấm khá gì, mà thấy là Tết xài sạch nhất tiền là thấy lo, thấy khổ. Nên phiền não cũng chết luôn, khi đi làm không nổi. Tại vì sao? Vì một năm làm mà xài Tết có mấy ngày, xài có mấy ngày hết chân tiền. Nên khi đi làm không nổi. Hồi xưa bệnh này là rõ ràng luôn, những Đức này chứ ai à. Nên rất là nhiều người ngoài đời quý vị biết rằng có một cái quan niệm là Tết nhất dù cho nghèo cỡ nào, nghèo mượn nợ mượn gì mượn, nhưng mà phải có tiền xài Tết, có bộ đồ mới bạn coi cho nó được. Ta quan niệm ta nghĩ vậy đó. Nên từ nơi đó mà tiền bạc xài sạch nhất, chân tới khi đi làm không nổi. Khi mà qua Tết hoặc là lễ lộc gì mà nghỉ được lâu, khi mà qua lễ, qua Tết là quý vị biết nó ưa có nạn đến lắm. Hiểu không? Tại vì cái Tết nhất của người ta tha hồ ăn chơi,
sát sanh nhiều, rồi cái tâm mà phóng lên những điều sai quấy nhiều quá. Thì khi mà cái những cái tâm nó phóng lên nhiều quá thì bắt đầu là phước giảm. Mà khi phước giảm rồi nạn đến, có nghĩa là cái nạn tai là nó chờ cơ hội chúng ta giảm phước. Khi giảm phước là nạn đến. Nên quý vị biết rằng là Hòa Thượng ngày xây chùa chiền, mà chúng ta có cơ hội mà mình ở đây rồi mình tu, mà mình hướng dẫn người ta tu đông người như vậy, thì cái nơi này là cái nơi giống như là một cái điểm mà cho con người ta được nương tựa để đến ở tu rồi nghe đạo rồi, rồi có những mảnh đời như nhiều người già đồ người ta được nương tựa. Quý vị thấy nhà bốn tầng đi thang máy không? Về một chút đi thử đi. Có những người trong đây cũng cúng dường thang máy đó, đi lên thử thấy cái thang máy đi cũng ngon. Nãy giờ có ai đi không? Bấm bấm là chạy lên chạy xuống thử, thử thang máy đó còn sao. Nó tại vì mình quý vị ngoài thì đi bình thường thôi cái gì đâu, nhưng mà thang máy trong chùa mình đi thử, mình coi nghe nó thầy nói gì mình coi thử coi sao. Mình về có khi mình nói chuyện mình gặp những người già đâu mà người ta muốn vô chùa ở, mình cũng nói rõ ràng tiện lắm, tuy nói nhà 4 tầng nhưng mà mình chỉ cần đi đứng bình thường thì mình lỡ cái thang máy mình bấm cái nó chạy lên à, dễ lắm, khỏe lắm. Mình cũng có cái cách để mình nói chuyện, mình thu hút người ta để người ta đến chùa người ta ở, người ta tu. Ôi ơi, mình nghĩ đi, mình muốn lo cho người ta mà mình còn giống như mình còn muốn năn nỉ người ta, bởi vì cái đó mới là cái phúc lớn. Tại vì mình muốn lo cho người ta mà mình còn muốn năn nỉ người ta đến ở tu, còn mình đây mình lo cho người ta. Tại vì sao? Mình biết cái cuộc đời của người nó vô thường quá. Cuộc đời của người mà khi còn khỏe mà không làm việc tốt thì mai mốt mình bệnh đau hoặc là mình gần chết mình hối hận dữ lắm quý vị. Nên quý vị biết rằng là bây giờ nè, bắt đầu là bệnh hoạn nó sắp sửa xuất hiện rồi đó. Mà quý vị thấy nhiều năm nay bệnh toàn là cảm xúc không, có nghĩa là cái bầu không khí này nó quá độc địa quý vị, nó quá độc rồi. Mà cái độc này là do cái quán khí nó quá dữ dằn. Nội mà cái chặng dịch bệnh mà người ta chết chưa siêu nó đông dữ lắm, nó chưa siêu thoát, giống như mà nó dãy đầy hết quý vị. Giống như mà mình mà giống như lợn cợn đi ở trong cái bầu không khí mà hương linh chưa siêu đầy dãy. Nên chúng ta mà chỉ cần thiếu lực, thiếu phúc, thiếu phước thì giống như mình gần gũi họ là họ áp mình luôn. Cái lượng họ đông quá áp mình luôn. Nên từ nơi đó mà con người mình nó giống như nó không có thần thức sáng suốt luôn. Tại vì phần âm nó quá đông mà chưa siêu đầy vậy. Nên cần phải gia đình mình và bản thân mình phải có sự tu hành, phải có tâm niệm Phật. Quý vị biết rằng là một ngôi chùa mà bao nhiêu con người người ta về người ta ở tu mà nó còn tồn tại được trong cái duyên mà thờ cuộc này, rồi thêm một cái nghiệp quả vì cái cảnh giới khác, thấy mà cái nơi tu hành nó phải tìm mọi cách để mà nó làm cho đừng có tu nữa. Quý vị biết rằng mình mà nhiều người tu là có những cảnh giới người ta làm cho mình đừng có tu nữa. Tại vì khi mình không tu nữa thì tất cả những người chết đi vào cảnh giới đó hết. Còn nếu như nhiều người tu thì nhiều người được giảng sanh về cực lạc làm Phật thì cảnh giới kia hẹp lại. Nên cái chùa mà có cái tâm quyết tu hành là nó sẽ gặp nhiều sự chắc chở, nhưng mà chỉ cần cái tâm quyết duy trì cho nó mạnh thì cái gì nó cũng qua. Nên quý vị biết rằng nhất là một ngôi chùa mà chuyên tu niệm Phật, chuyên nhất niệm Phật nó không đơn giản đâu quý vị. Tại vì khi đi vào chuyên nhất niệm Phật luôn là cái thành tựu đời này là chắc chắn. Nếu như nắm chắc câu Phật hiệu mà đi quyết chí đi tới cùng luôn, mà giống như bệnh đau gì cũng liều mạng không uống thuốc gì luôn, cái này không đơn giản đâu quý vị. Nó cũng lên bờ xuống ruộng á. Bệnh đau gì mà lên bờ xuống ruộng, nội mà cảm xúc mà nhức đầu chóng mặt thôi, quý vị thấy nó cũng không đơn giản. Bây giờ quý vị để ý như vậy thôi thì quý vị thấy cái cảm tư nghiệp nó cỡ nào chưa. Quý vị biết mình mà nhức đầu chóng mặt đồ nóng lạnh đồ thôi mà con người mình nó đã uể oải hết, đúng không? Tay chân gì nhức mỏi đi muốn không nổi, thần chí mình nó bị yếu đi. Nếu như mà mỗi một lần vậy mà mình không tập vượt qua thì sau này cận tử nghiệp mình chịu thua. Đừng có mong mà nói tới cái chuyện đi về thế giới cực lạc. Mình phải tin cái chỗ là thọ mạng mình chưa hết, nó không có chết,
trời, cái chặng dịch bệnh những đứt dính dịch nó nặng, những đứt là dịch dịch ông nội, đâu có vợ. Trời, quý vị coi rõ ràng không, mà quý vị thấy những đứt liều mạng kinh khủng luôn, mà vừa phải vẽ đứng lên được một phát thôi là những đứt ra, những đứt chia sẻ một phát. Quý vị thấy có mấy cái bài giảng hồi đó bị coi là cái lúc mà những đứt đang bị bệnh mà dịch chứ gì, chậu là chậu mà dịch 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 ông nội nhập vô, nó nặng kinh khủng luôn. Mà trời ơi, lúc đó nghĩ trong chùa nghĩ là chết rồi đó, nhưng mà những đức liều mạng mà nói mà vừa đứng lên đường cái là chia sẻ bộc phát, mà nói chuyện không nổi mà nó vẫn nói luôn quý vị, mà gọi là lúc đó là giữ hơi sức để sống mà dùng hơi sức nói chuyện luôn, quý vị thấy không? Mà cuối cùng qua bình thường có gì đâu, quý vị thấy rõ ràng không, là mình tin con người nó có thọ mạng quý vị, nó chết là nó dù nó nhẹ nó cũng chết, mà nó không chết rồi dù có nặng nó cũng không chết. Mà rất nhiều lần mình kinh nghiệm, mình thí nghiệm, mình biết rồi, là tự nhiên lòng tin mình về cái việc mà thọ mạng hết và còn này mình tin dữ lắm. Nên mỗi một con người mình tu, nếu đời này mà mình muốn giảng sanh là con người mình nó phải gan, nó phải gan dữ lắm. Nó gan vì cái chuyện mà tan nhà mất mạng, nó gan vì cái chuyện mà chồng bỏ chồng chê. Tại sao mà mình thường nói chồng bỏ chồng chê nhiều mà mình ít nói vợ bỏ vợ chê vậy? Tại vì ở đây thấy đàn bà không? Thấy mấy ông? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà hàng lùng, hàng cái hàng lùng xỉn. Còn nhìn xuống thấy đàn bà gái không? Đúng không? Nên mình phải gan vì cái việc đó. Khi mình gan vì cái việc đó rồi thì mình mới tu hướng nó giải thoát. Tuy mình là người nữ nhưng mà thật sự mình biết cái cuộc đời nó khổ quá, nên mình muốn sanh về thế giới cực lạc thì bây giờ mình phải gan đối với bệnh, gan với bị bỏ rơi, gan với hết tiền, gan với bị nghèo, gan với bị xấu. Có nghĩa là gan là không có sợ những việc đó nữa. Mình chỉ có đúng mục tiêu là đời này mình phải về cực lạc thôi. Mà muốn được như vậy là con người nó phải có phúc các quý vị. Khi con người nó có phúc là nó có trí tuệ. Phúc là phước. Mà phước huệ, có phước thì mới có trí huệ. Mà khi có trí huệ thì mới soi sáng được những cái việc mà vô minh tối tăm, bị cái tình chấp của cõi đời giả tạm buộc ràng. Mà có trí tuệ nó mới nhìn ra được cái đó là giả tạm, mới nhìn thấu là trí huệ chân thật. Còn nếu như mà nó không có trí huệ thì nó không nhìn ra cái cõi đời này là giả tạm. Đa phần chúng ta đều bị cái cõi đời này buộc ràng, chúng ta không có vượt qua được nó, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình cứ cho rằng chồng mình, vợ mình, con mình là thật không. Nên một ngày nào khi mà bất chợt nó mất đi một cái là mình hụt hẳn chịu không nổi. Nên cái thời của Ấn Độ còn tại thế, có một cái ông này, ông tu hành, nhà ông giàu lắm, mà ông tu hành ông siêng năng tinh tấn dữ lắm, thì tự nhiên cái nhà ông lửa nó bốc cháy lên, rồi của cải đốt sạch hết, rồi con cái vợ trong đó chết sạch nhất trong cái trận hỏa hoạn luôn. Thì quý vị biết rằng con người mà khi gặp những trường hợp như vậy, một cái quý vị biết sao chịu nổi, ít ai mà chịu qua nổi lắm. Thì ông bắn loạn điên, bắn loạn điên cuồng luôn, lúc tỉnh lúc mê. Thì Ấn Tổ từ xa ngày nghe được nguồn tin, ngày viết cho ông lá thơ cho ông đọc. Ấn Tổ ngày nội dung lá thơ, Ấn Tổ ngày khuyên cư sĩ là một người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì sao gặp những sự việc này mà không nhìn ra được vô thường? Phật đã nói cảnh giới thành trụ hoại không, thăng sanh già bệnh chết. Con người theo quy luật tự nhiên, mỗi người nó đủ thứ cách chết của nghiệp quả. Có khi cư sĩ là người không nhìn thấu người thân của mình, vợ của mình, con mình đi đến thế gian này, có khi cũng là đòi nợ hoặc trả nợ nhau thôi. Từ nơi đó mà khi cư sĩ có tu một chút, sự khảo đảo vì nghiệp quả đến lúc phải ra đi. Từ nơi đó, từ của cải cho đến người thân tự phải ra đi. Nếu như cư sĩ là người nhìn được vô thường thì quyết chí mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì mới độ được người thân. Còn bây giờ cư sĩ bị bắn loạn tâm trí, tối tâm, thì đây là cái việc mà cư sĩ rất thất bại. Nên suy nghĩ lỡ lời của quan dạy Ấn Độ. Nên mỗi một con người thôi, hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi quý vị. Mình chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.